Cái việc đầu tiên khi mà mình sẵn sàng thay đổi ấy, đó là mình phải thiết kế lên cái cuộc đời của mình. Mình phải thiết kế lên cái ngôi nhà tương lai, cái ngôi nhà mơ ước của mình. Mình phải tưởng tượng ra cái hình ảnh của mình trong tương lai, mình thành công như nào, mình giàu có như nào, mình khỏe mạnh như nào, tất cả những cái điều gì mình mong muốn ấy, thì gạt bỏ đi những cái nỗi sợ hãi, gạt bỏ đi những cái lý do, gạt bỏ đi cái cách làm, tức là không biết làm thế nào để mình đạt điều đó nhá. Bởi vì làm thế nào đạt điều đó thì mình tính sau. Cái con đường nó sẽ hiện ra khi mà chúng ta có mục tiêu. Và ngày hôm nay ấy, là chúng ta sẽ học một cái bộ chìa khóa. Bộ chìa khóa này để giúp anh chị em chúng ta có thể giải quyết tất cả các cái vấn đề trong cuộc sống. Nhờ cái bộ chìa khóa này ấy, thì bất kể khi nào mà gặp những cái khó khăn, gặp những cái vấn đề trong cuộc sống ấy, thì Huy đều có cái giải pháp để mà xử lý một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và rất là thoải mái. Đó, bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn được nhận cái bộ gọi là bộ chìa khóa của những người tư duy xuất chúng. Đấy, thì anh chị em comment xuống là tôi đúng không ạ? Bởi vì NLP nó là gì ạ? NLP đó là bộ môn nghiên cứu những cái tư duy, những cái cách làm, những cái phương thức, những cái hành động, đấy, những cái suy nghĩ của những cái người xuất chúng. NLP là như vậy, là nghiên cứu những cái người xuất chúng. Họ nghiên cứu hàng 1.000 người xuất chúng ở trên khắp thế giới này để xem những cái người này có cái điểm chung nào đó. Đấy, thì từ đó họ đúc rút ra những cái kinh nghiệm, những cái tư duy đấy, và chúng ta đã học về cái tư duy rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ học những cái chìa khóa mà những người xuất chúng họ sẽ xử lý khi họ gặp những vấn đề như thì họ sẽ xử lý như nào. À, ví dụ như là vừa rồi chẳng hạn, bạn Trần Hương cũng có sự ấp úng ở trong cái việc xử lý MC của mình, cái cách mà mình tee up đó. Thì cái người mà tư duy xuất chúng ấy thì họ không coi đấy là một thất bại, họ coi đấy là gì ạ, coi đấy là một sự phản hồi, họ không coi đấy là một cái gì đó là gì ạ, ghê gớm, đáng xấu hổ hay đáng ngại ngùng, mà họ chỉ coi đấy là một cái bài học thôi, họ coi đấy là một cái cơ hội để họ học tập thôi. Đấy, thì đấy là cái tư duy của những người xuất chúng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi 13 cái tư duy của những cái người xuất chúng, 13 cái chìa khóa của những cái người người xuất chúng để chúng ta có thể giải quyết tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng. Đó. Thế thì để mà chúng ta trước đây á, thì Huy có một cái đọc một cái câu chuyện, đọc một cái cuốn sách mà ở trong đó ấy, thì cái ông tác giả Huy không nhớ tên. Đấy, hoặc ông Đặng Vũ, Đặng Lê Nguyên Vũ, ông cũng có hay nói là ông ấy đặt một số cái bức tượng của những doanh nhân, của những cái danh nhân tức là những cái người rất là thành công, ví dụ như là Tổng thống Lincoln, Tổng thống Washington, rồi Quan Vũ, rồi Bác Hồ, đấy, Lenin kiểu kiểu vậy. Sau đó là mỗi khi mà ông gặp khó khăn ấy, thì ông sẽ hỏi những cái vị lãnh tụ, với những cái vị lãnh đạo hàng đầu thế giới như vậy. Ông hỏi những cái bức tượng, ông hỏi bức tượng này: "Này, nếu như mà các ông ở trong cái trường hợp này của tôi thì các ông sẽ xử lý như nào?" Đây là cái cách mà ông ấy đối thoại với những cái người gọi là doanh nhân. Đấy, không phải là doanh nhân là người kinh doanh, còn danh nhân là những người có danh tiếng. Đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu về các cái tư duy của những người xuất chúng thì chúng ta mới có thể đối thoại được với họ. Chúng ta mới hiểu được họ hành động như nào, họ hành xử như nào. Và từ khi mà Huy học được những cái tư duy này thì cái cách hành động, cách hành xử của mình ấy, nó thay đổi rất là nhiều luôn. Và mình không còn có những cái hành động nó bản năng như xưa nữa. Và tất nhiên nó cũng phải có sự rèn luyện, nó có sự luyện tập. Nhưng cái sự luyện tập này nó trở nên dễ dàng hơn bởi vì chúng ta có những chìa khóa để mở ra những cánh cửa, mở ra những cái vấn đề và chúng ta có định hướng để chúng ta sẽ xử lý các cái công việc. Ok không ạ? Rồi. Để chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái bài học ngày hôm nay. Ừ. 13 tư duy xuất chúng ở trong NLP. Thì tư duy xuất chúng là tư duy của những con người xuất chúng, người ta viết tắt là tư duy xuất chúng. Ừ. Người ta nghiên cứu rất là nhiều những người xuất chúng và người ta
tìm ra những cái tư duy mà đặc biệt và gọi là tổng kết ra những cái tư duy giống nhau của giữa những cái người mà gọi là rất là giỏi xuất chúng ở trên thế giới. Cái tư duy đầu tiên của những cái người xuất chúng đó là gì ạ? Cái gì có trong đầu sẽ có trên tay. Cái điều này chúng ta đã được học rồi. Cái điều này chúng ta đã được biết từ những cái bài đầu tiên rồi. Đó là gì ạ? Đó là cái sự tưởng tượng, cái trí tưởng tượng của chúng ta. Cái trí tưởng tượng của chúng ta có một sức mạnh vô cùng kỳ diệu, vô cùng lớn. Và đấy là lý do tại sao mà cái thuyết duy vật với thuyết duy tâm ấy, bây giờ người ta vẫn đang tranh đấu nhau. Đó là gì ạ? Cái thế giới này, vũ trụ này được sinh ra bởi ý chí của một cái đấng tối cao nào đó, hay là bắt đầu từ một cái vụ nổ Big Bang. Ví dụ như là bên chỗ Thiên Chúa giáo hoặc các cái đạo giáo thì họ coi đấy là cái sự gì ạ? Sáng tạo của những cái vị thần, những vị thần tối cao. Đấy. Thì tại sao mà thuyết duy vật thì cũng không đánh đổ được duy tâm, mà duy tâm thì cũng không đánh đổ được duy vật, bởi vì nó nằm ở yếu tố này. Có rất nhiều thứ mà con người trước đây không biết. Ví dụ như là trước đây á, là chúng ta chỉ nhìn thấy bầu trời và các cái vì sao thôi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta bắt đầu đi xa hơn, chúng ta có thể đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta đi xa hơn, chúng ta đã bắt đầu có thể nhìn ra vũ trụ. Và càng ngày chúng ta càng nhìn xa, nhìn sâu vào vũ trụ hơn, thì chúng ta càng hiểu được nhiều thứ hơn. Và có người nói rằng là gì ạ? Có thể vũ trụ ấy, nó chính là do cái trí tưởng tượng của chúng ta tạo lên. Tức là chúng ta tưởng tượng ra vũ trụ như nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó. Có những người nghĩ như vậy. Thì cái này thì nó giống như cái việc mà trước đây tại sao chúng ta không nhìn thấy thấy cái gọi là mặt trăng, tại sao chúng ta không nhìn thấy vũ trụ. Tôi chỉ nhìn thấy những cái bầu trời sao thôi. Và đến tận năm 1000 thế kỷ thứ 15 thì chúng ta vẫn tin được rằng là trái đất là trung tâm và tất mặt trời và tất cả các cái vì tinh tú quay xung quanh mặt trái đất của chúng ta. Hơn 1000 mấy nghìn năm chúng ta chỉ sống trong cái gì ạ? Cái tư duy là chúng ta là trung tâm và những cái ngôi sao khác nó chỉ là những cái gì ạ? Là quay xung quanh chúng ta thôi. Và nó có cái đường chân trời. Nếu mà trái đất là phẳng và cái bầu trời là cái vung úp lên trên. Và nếu mà chúng ta đi mãi thì chúng ta sẽ đến là gì ạ? Đường chân trời, tức là nơi mà gì ạ? Trời và đất gặp nhau. Đấy. Thế thì khi đó là cái trong đầu của con người là có cái điều đấy. Trong đầu con người có điều đấy. Đấy. Thì làm sao ạ? Thì là người ta sẽ tìm ra những cái thứ mà người ta thấy. Tuy nhiên sau này bắt đầu cái trí tưởng tượng của con người bay xa hơn. Và bắt đầu người ta nói rằng là gì ạ? Là mặt trời mới là trung tâm và trái đất quay xung quanh. Đúng không anh chị em? Đúng không? Đấy. Và sau đó thì mọi người họ chứng minh được điều đó. Tức là gì ạ? Họ nghĩ ở trong đầu trước. Sau đó bắt đầu họ tìm cách chứng minh. Như vậy là gì ạ? Có trong đầu trước rồi mới có trên thực tế. Đúng không ạ? Rồi. Sau đó người ta lại nghĩ rằng là mặt trời cũng không phải là trung tâm. Mặt trời lại đang quay quanh một cái gì đó. À, hóa ra sau một thời gian họ lại gì ạ? Họ tìm cách chứng minh và điều đó lại là đúng. Mà mặt trời đang quay quanh một cái gì ạ? Giải ngân hà, cái gọi là hệ hệ ngân hà là gì ạ? À, hệ ngân hà của chúng ta. Đấy, cái gọi là thiên hà của chúng ta gọi là ngân hà. Thì mặt trời cũng chỉ là một cái ngôi sao quay quanh một cái gọi là hố đen rất lớn ở trung tâm của thiên hà thôi. Đấy. Và sau đó thì người ta nói rằng là gì ạ? Chúng không phải có một cái thiên hà duy nhất, mặc dù thiên hà của chúng ta có hàng tỷ tỷ ngôi sao, nhưng mà nó cũng không phải là cái thứ duy nhất. À, và người ta bắt đầu lại tưởng tượng ra là ở ngoài kia nó còn nhiều thiên hà khác. Và sau đó thì người ta lại gì ạ? Người ta lại chứng minh được rằng là đúng là ngoài kia nó còn hàng tỷ tỷ thiên hà nữa. Như vậy là tỷ tỷ ngôi sao nhân với cả tỷ tỷ thiên hà thì anh chị em tưởng tượng là vũ trụ nó lớn đến mức như nào. Đúng không anh chị em? Lớn đến mức như thế nào? Đấy. Và theo như cái gọi là con số thống kê của nhà khoa học ấy, thì cái vũ trụ của chúng ta ấy, tức là cái đường biên vũ trụ của chúng ta đến hiện nay mà gọi là các nhà khoa học có thể tưởng tượng ra thôi nhé, chưa có thể đo lường được tưởng tượng ra ấy, thì nó rơi vào khoảng 93.000 tỷ 93 tỷ năm ánh sáng. 93 tỷ năm ánh sáng anh em. Tức là ánh sáng phải đi mất 93 tỷ năm thì mới hết toàn bộ vũ trụ từ rìa bên này sang rìa bên kia của vũ trụ. Còn xa hơn nữa thì không ai đoán, không ai tưởng tượng được.
Đó. Thế anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Thế thì cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Nếu như chúng ta mong muốn cái điều gì nó thực sự là nhiều thì chúng ta sẽ có cái điều đấy. Và cái điều này cũng đã được chứng minh bởi cái dạ, bởi cái luật hấp dẫn, bởi cuốn sách là dạ, The Magic bí mật. Thì người ta nói rằng nếu như mà mình nghĩ cái gì á, mình nghĩ về cái gì nhiều á thì mình sẽ có cái đó. Mình thực sự muốn cái gì á thì mình sẽ có cái đó. Đấy. Và đây là một cái yếu tố rất quan trọng. Ví dụ như này. Trước khi mà chúng ta xây ngôi nhà ấy, thì chúng ta phải tưởng tượng ra ngôi nhà đó. Chúng ta phải nghĩ cái ngôi nhà đó là 3 tầng, nó là 2 tầng hay là nó 1 tầng hay là tòa cao tầng 40 tầng, đúng không ạ? Tức là mình phải tưởng tượng trước ở trong đầu. Sau đó là gì ạ? Chúng ta thực hiện nó, vẽ nó ra ở trong đầu của mình, sau đó là thực hiện nó, vẽ nó ở trên giấy. Sau khi mà nó vẽ trên giấy xong rồi thì bắt đầu mới đi vào gì ạ? Thi công và cuối cùng là gì ạ? Ra cái ngôi nhà thực tế. Và nếu như mà chúng ta không có cái suy nghĩ và không có tưởng tượng ở trong đầu ấy thì cái ngôi nhà nó sẽ không không hình thành và nó sẽ ra một cái ngôi nhà mà nó không không đúng và không đâu vào đâu cả. Có đúng không ạ? Đấy. Cho nên là bất kể khi nào chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta cũng phải suy nghĩ về nó trước. Chúng ta phải tập trung, phải tưởng tượng về nó trước. Cho nên trí tưởng tượng là một thứ mà có sức mạnh vô cùng to lớn. Và nếu mà chúng ta tưởng tượng về cái gì đó nhiều, thực sự là nhiều, thì chúng ta sẽ có những cái hành động, chúng ta sẽ có những cái hành xử, chúng ta sẽ có những cái quyết định để mà nó gì ạ, để mà nó hướng chúng ta đạt được cái điều đó. Nếu mà chúng ta không có cái tưởng tượng, không có những suy nghĩ về cái điều đó thì cái hành động rồi cái cơ thể chúng ta nó sẽ hành động theo những cái thứ mà gì ạ, là không đạt được cái điều đó. Ví dụ như hôm trước thì bạn Nguyễn Huệ, bạn ấy có nói rằng là trước giờ thì em không tin rằng em có thể giàu có. Em không tin là em có thể giàu có. Giống như Huy trước đây cũng thế. Có một thời gian là Huy không tin rằng mình có thể giàu có. Mình không tin điều đó. Bởi vì mình sinh ra trong một cái gia đình cũng rất là nghèo. Và cũng không có điều kiện. Và để mà trở nên giàu có thì không hề đơn giản. Đó. Tuy nhiên khi mà Huy bắt đầu mở rộng cái tâm trí của mình ra. Mình bắt đầu nghiên cứu những người giàu có hơn mình. Mình thấy là gì ạ? Họ kiếm tiền rất là dễ. Tại sao mình kiếm tiền khó vất vả như vậy mà họ kiếm tiền rất là dễ? Như vậy nó phải có cái bí mật nào đó. Cái bí mật ở đây đó là chỉ đơn giản là họ nghĩ những thứ mà gì ạ? Mà mình không nghĩ. Họ làm những thứ mà mình không làm. Thì bây giờ có hai cái hướng này. Một, đấy là mình vẫn cứ giữ cái quan điểm của mình, tức là mình đúng. Mình đúng, tức là mình nghĩ những cái gì mình nghĩ là đúng. Đúng không ạ? Và họ sai. Được không ạ? Cái trường hợp thứ hai đó là mình bỏ đi, bây giờ mình đúng sai không quan trọng, quan trọng nhất là mình giàu. Ok không anh chị? Đấy. Thế thì khi đó mình mới bảo là bây giờ đúng sai thì quan trọng gì đâu. Quan trọng nhất là mình phải giàu. Thế thì nếu như người ta đã chứng minh, bởi vì người ta đã nghiên cứu nhé, không phải là chúng ta nhìn một người ở một thời điểm, sau đó là chúng ta bắt chước theo họ, không phải như vậy nhé. Như vậy là đẽo cày giữa đường, không phải là thấy người ta gì ạ, thấy người ta ăn khoai cũng đem may ra đào ấy, giống hôm qua có nghe câu ấy, rất là hay. Tức là gì ạ, mình không phải là thấy họ một thời điểm đó mà mình bắt chước họ, mà ở đây NLP đã nghiên cứu những người xuất chúng trong vòng gì ạ, nhiều năm, nhiều thế kỷ luôn, nghiên cứu cả những cái người mà từ gì ạ, từ từ thế kỷ trước, từ cái thời Aristotle cách đây 3 4 nghìn năm đã là gì ạ, đã là những cái người trí tuệ siêu việt rồi, thì họ nghiên cứu tất cả những người như thế. Đấy. Và họ đưa ra những cái kết luận mà nó dạ, nó đã gọi là những cái tư duy chung của những người xuất chúng rồi. Cho nên cái này nó được chứng minh là đúng đắn rồi. Đó, việc của mình nó là gì ạ? Học theo thôi. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà mình đúng thì mình đã có gì ạ? Có kết quả. Mình chưa có kết quả, tức là mình chưa đúng. Mà mình chưa đúng thì mình sẵn sàng gì ạ? Thay đổi. Bao nhiêu anh chị em chúng ta mà cảm thấy rằng mình mà chưa đạt được cái kết quả mình mong muốn thì chúng ta sẵn sàng thay đổi, bất kể là trước đây chúng ta gì ạ, chúng ta nghĩ như thế nào thì chúng ta sẵn sàng thay đổi. Thì anh chị em hãy comment xuống là sẵn sàng thay đổi giúp Huy được không ạ? Cái việc đầu tiên khi mà mình sẵn sàng thay đổi ấy, đó là mình phải thiết kế lên cái cuộc đời của mình phải thiết kế lên cái ngôi nhà tương lai, cái ngôi nhà mơ ước của mình phải tưởng tượng ra cái hình ảnh
của mình trong tương lai, mình thành công như nào, mình giàu có như nào, mình khỏe mạnh như nào, tất cả những cái điều gì mình mong muốn ấy, thì gạt bỏ đi những cái nỗi sợ hãi, gạt bỏ đi những cái lý do, gạt bỏ đi cái cách làm, tức là không biết làm thế nào để mình đạt điều đó nhá. Bởi vì làm thế nào đạt điều đó thì mình tính sau. Cái con đường nó sẽ hiện ra khi mà chúng ta có mục tiêu. Đúng không ạ? Cho nên là việc đầu tiên ấy, đó là chúng ta hãy tưởng tượng ra cái hình ảnh thành công của mình, cái hình ảnh khỏe mạnh như nào, cái hình ảnh của mình được được hạnh phúc như nào, mình được mọi người yêu quý như nào, mình được giàu có, mình cho đi như nào, mình giúp đỡ mọi người như nào, mình trở thành cái người thành công, vang dội như nào. Tất cả những thứ gì mình thực sự mong muốn nhé. Đừng có sao chép của người khác, đừng bắt chước người khác. Việc của chúng ta phải tìm ra cái thứ mà chúng ta thực sự mong muốn. Chúng ta muốn cái gì ấy, là chúng ta phải phải tưởng tượng ra, phải chi tiết ra. Cái ngôi nhà mà chúng ta muốn thì nó màu gì, nó hình dáng như nào, nó có hồ bơi không, nó có vườn hay không. Đấy, trong cái hồ bơi đấy nó có bao nhiêu con cá. Đấy, mỗi con cá trông nó hình dáng như nào, nó chi tiết ra đến mức như vậy. Càng chi tiết càng tốt. Cái sơn mà chúng ta dùng ở của ngôi nhà đấy là loại sơn gì? Cái rèm mà chúng ta dùng là màu gì? Cái tivi chúng ta dùng nó màu gì? Cái bộ sofa đấy dùng màu gì? Cái thảm trải nhà cái sàn là chúng ta dùng cái loại gì? Chúng ta thiết kế nó chi tiết đến mức như vậy. Thì đấy là gì ạ? Thứ có trong đầu của chúng ta. Rồi một ngày nào đó nó sẽ có trong tay. Và tất cả những người thành công và những người xuất chúng họ đều làm cái điều này. Nhưng cái điều này nó là điều rất là xa lạ với phần lớn những cái người mà chưa thành công. Và nếu như mà chúng ta chưa quen cái việc này thì chỉ đơn giản đó là chúng ta gì ạ? Sẵn sàng thay đổi nó mà thôi. Ok không ạ? Chúng ta không quen cái việc mà tưởng tượng, chúng ta không quen cái việc mà gì ạ? Thiết kế cái cuộc đời hoặc là thiết kế những cái chi tiết về tương lai của mình. Chỉ đơn giản là mình không quen thế thôi. Và những người giàu thì họ quen. Thì bây giờ tôi hỏi anh chị em có muốn giàu có không? Muốn thành công, muốn giàu có không? Có muốn không ạ? Muốn giàu có không ạ? Muốn giàu có không ạ? Nếu mà muốn giàu có thì comment xuống. Phải comment nhanh chứ đi. Muốn giàu có thì đơn giản, đấy là gì ạ? Hãy suy nghĩ giống như người giàu có, học cái tư duy của những người giàu có. Và họ nghĩ như nào? Mình nghĩ như vậy, không cần phải phản kháng, đừng có cãi làm gì cả. Bởi vì sao ạ? Mình còn phản kháng, mình còn cãi thì làm sao ạ? Thì mình cái sự thay đổi mình nó còn chậm. Mà thay đổi nó phải thay đổi nhanh. Thay đổi nhanh. Mà để thay đổi nhanh ấy, thì mình phải loại bỏ đi cái sự phản kháng đi. Đừng có phản kháng nữa. Đừng có không biết là liệu có đúng không nhỉ? Làm gì có chuyện tưởng tượng mà lại có được. Em tưởng tượng mãi rồi nó có đâu. Chúng ta tưởng tượng nó chưa đúng cách. Chúng ta tưởng tượng nó chưa đầy đủ. Chúng ta tưởng tượng nhưng mà nó chưa có niềm tin. Chúng ta tưởng tượng phải có niềm tin. Niềm tin đến mức mà giống như là mình có tiền rồi, mình chuẩn bị thiết kế, mình xây cái ngôi nhà rồi ấy. Tin đến mức như vậy ấy, thì chúng ta mới thực sự mà suy nghĩ giống như những người giàu có được. Còn nếu không ấy, thì chúng ta mới chỉ đang gọi là làm thử thôi. Tức là mình thử tưởng tượng, hôm nay thử tưởng tượng với ngôi nhà của mình, xong mai mình lại quên. Mai mình lại không tưởng tượng, mai mình không nhớ nó nữa. Và sao ạ? Và cái gọi là cái tiềm thức của mình nó lại không nhận được cái tín hiệu. Và khi nó không nhận được tín hiệu thì làm sao ạ? Thì nó lại quay trở về cái cách cũ. Và đấy là lý do tại sao chúng ta cứ làm xong rồi nó lại hết, làm xong lại hết là như vậy. Bởi vì là chúng ta thiếu một cái sự tưởng tượng mà niềm tin một cách mạnh mẽ. Ok không ạ? Cho nên cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Nhưng mà nó có trong đầu ấy, với cái ý nghĩa là gì ạ? Là chúng nó phải thường trực ở trong đầu. Và tối hôm qua Huy cũng có chia sẻ với anh chị em nào mà tham gia cái khóa học về khởi nghiệp kinh doanh ấy. Thì đừng khởi nghiệp nếu mà anh chị em cảm thấy đấy là một cái điều bắt buộc, nó là cái sự ám ảnh ấy. Thì cái sự tưởng tượng hay là có trong đầu chúng ta nó gần như là phải ám ảnh chúng ta. Nó phải ám ảnh chúng ta thì lúc đấy mới gọi là có trong đầu. Chứ còn lâu lâu mình thấy thầy nói bắt đầu mình mới nghĩ một tí tẹo teo thì đấy không phải là có trong đầu. Đó, có trong đầu nó phải trở thành một sự ám ảnh. Nhất định chúng ta phải làm được, nhất định chúng ta phải có. Mà không có thì không thể chịu được, không thể chấp nhận được. Thì đấy mới gọi là có trong đầu. Ok không ạ? Rồi. Cái tư duy thứ nhất đấy là gì ạ? Có gì, cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Cái tư duy xuất chúng thứ hai đó là tôi linh hoạt là tôi kiên định. Tôi linh hoạt là tôi kiên định. Chúng ta
luôn luôn sống trong một cái cuộc sống rất nhiều biến động. Chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều con người, với rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và rất nhiều những cái tình huống mà không có tình huống nào giống tình huống nào hết. Có rất nhiều tình huống ở trong quá khứ mà chúng ta đã gặp, nhưng mà chúng ta liên tục gặp những cái tình huống mới mà chúng ta chúng ta chưa thấy bao giờ ở trong quá khứ. Và nếu chúng ta không phải là một cái người linh hoạt để mà xử lý các cái vấn đề ấy, thì chúng ta làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó xử, rất là bực bội, rất là bất lực. Giống như trước ông Huy có hỏi Nguyễn Huệ, đó là em đã cố gắng hết sức chưa? Và em cố gắng hết sức rồi. Thế hỏi là, thế em đã hỏi người này người kia chưa? Và em chưa. Thế tức là em chưa cố gắng hết sức rồi. Đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta phải có sự linh hoạt trong cái việc mà là hành động và tư duy của mình. Khi chúng ta linh hoạt ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được nhiều cái giải pháp. Còn chúng ta cứng nhắc ấy, thì chúng ta chỉ tìm ra được một cái giải pháp thôi. Đó. Ví dụ có câu chuyện như này. Có một cậu bé đang chơi đùa ở bãi cát ở ngoài sân chơi. Thì mẹ cậu bé ngồi bên cạnh. Thì cậu bé đang xây một cái đường cho cái chiếc xe tải của cậu chạy. Và trên cái con đường mà cậu đang xây có một viên đá, một hòn đá rất là to. Và cậu đã tìm mọi cách, cậu dùng xẻng để cậu cậy, cậu dùng tay để cậu cậy, rồi cậu dùng những hòn đá khác để đập, và dùng cái đôi tay nhỏ bé của cậu để đẩy cái hòn đá. Nhưng cậu dùng các cách, các kiểu rồi, nhưng vẫn không thể nào mà di chuyển được hòn đá đó. Và sau đó thì cậu ngồi cậu khóc, hu hu, cậu khóc rất là to. Thế bà mẹ đang ngồi bên cạnh thì hỏi là, sao lại khóc hả con? Đó. Thế thì cậu bé mới nói rằng là, con không thể nào di chuyển được hòn đá này nó chắn đường của con. Con cảm thấy buồn, con khóc. Thế thì bà mẹ mới hỏi, thế là con đã cố gắng hết sức chưa? Và con cố gắng hết sức rồi, con đã thử cái này, con đã thử cái kia rồi, con đã làm rồi, con đã dùng hết sức của con rồi, con đang đau hết cả tay rồi, con chảy cả máu tay rồi, nhưng con vẫn không là làm được. Thế mà mẹ hỏi là, còn cách nào khác mà con chưa thử không? Và là con thử hết các cách rồi, con không thể cố hơn được nữa rồi. Và là, thế con đã thử nhờ mẹ chưa? Thế mà cậu bé mới ngừng khóc mà. Dạ, con chưa. Thế con nghĩ rằng mẹ có thể giúp con được không? Bà nói, có thể, mẹ giúp con nghe. Thế là bà mẹ nhẹ nhàng là gì ạ? Nhấc cái hòn đá ra khỏi cái đường đi của cậu bé. Đó, và cậu bé đã học được bài học rất là quan trọng. Đó là gì ạ? Là luôn luôn có cách để giải quyết các cái vấn đề. Cho nên việc của chúng ta đó là gì ạ? Phải linh hoạt để tìm ra cái giải pháp. Đừng có cố định, đừng có gì ạ? Đừng có gọi là bảo thủ với một hay hai cách của mình. Đừng có bị giới hạn bởi những cái thứ mà mình biết, mà mình phải liên tục linh hoạt trong cái môi trường nó rất là linh hoạt. Môi trường biến động, trong cái môi trường biến động, phải linh hoạt trong cái môi trường biến động. Đó. Và khi mà chúng ta linh hoạt thì chúng ta dễ dàng trong cái việc mà tìm ra những cái giải pháp mới. Ví dụ như này, ngày hôm nay là cái ngày 20 tháng 10 thì rất nhiều chị em đó là gì ạ, là muốn được tặng hoa, tặng quà, hoặc là muốn đi chơi đi, nó ví dụ như vậy, muốn đi chơi. Nhưng mà tự nhiên hôm nay trời nó lại lạnh, nó lại mưa. Thì một cái người mà cứng nhắc ấy thì họ sẽ nhất định là phải đi chơi và phải thế này phải thế kia. Nhưng một cái người mà linh hoạt ấy thì họ có thể là gì ạ? Họ có thể tìm cái giải pháp khác để họ có thể vui chơi, họ có thể giải trí, họ có thể đi chơi, họ có thể đi taxi, họ có thể vào trung tâm thương mại. Đấy, họ có thể có rất nhiều giải pháp mà họ vẫn vui. Nhưng có một số người ấy, thì họ sẽ rất là buồn. Vì sao ạ? Họ định đi là họ định đi Hồ Tây, họ định đi ngắm cảnh, họ định đi ra phố, thế này thế kia. Nhưng mà vì trời mưa họ không đi được nên họ rất là buồn. Và họ cảm thấy là gì ạ? Chán nản, buồn phiền, mệt mỏi. Ví dụ như vậy. Đó.
Thì tranh thủ nhắc đến ngày 20 tháng 10 thì Huy cũng xin chúc tất cả các chị em trong Zoom ngày hôm nay, thì chúc chị em có một cái ngày 20 tháng 10 thật là đặc biệt, vui vẻ và hạnh phúc. Ok không ạ? Ví dụ như vậy thì đôi khi á là chúng ta muốn một cái gì đó và chúng ta cứ cứ chỉ tập trung cứng nhắc về cái thứ mà chúng ta muốn thôi, thì dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Là chúng ta bị kẹt và chúng ta trở nên buồn phiền, chúng ta trở nên tiêu cực, chúng ta cảm thấy chán nản. Nhưng thế giới ngoài kia đang đang thay đổi, cho nên việc của chúng ta đó là liên tục thay đổi. Chúng ta không đạt được cái điều này ngay lập tức, chúng ta chuyển sang cái việc khác chúng ta làm. Chúng ta không làm cái này không thể đạt được mục tiêu, chúng ta ngay lập tức thay đổi mục tiêu, thay đổi cách làm. Mục tiêu xa thì chúng ta sẽ không thay đổi, nhưng mục tiêu gần chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Cái con đường mà chúng ta đang đi, chúng ta nghĩ là cái con đường này có thể đến mục tiêu, nhưng mà khi mà cái con đường này mà chúng ta thấy rằng nó không thể, không phải nó khó hay dễ nhé, khó thì chúng ta lại có cách, nhưng mà gì ạ, cái con đường này nó không thể thì chúng ta sẽ hoàn toàn tìm cái con đường khác để đi đến mục tiêu. Đấy, khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy là chúng ta phải tìm cách để mà gì ạ, vượt qua cái khó khăn đó. Đó, linh hoạt giống như cái dòng nước ấy, khi mà dòng nước mà bị một hòn đá chặn lại ấy, thì dòng nước làm sao ạ, nó không bị dừng lại mà nó luôn luôn tìm cái hướng là gì ạ, tìm cái hướng dễ nhất để nó gì ạ, để nó vượt qua. Linh hoạt giống như dòng nước, anh chị em thấy đúng không ạ? Cái dòng nước cực kỳ linh hoạt, chúng ta chặn dòng nước thì dòng nước nó có dừng lại không ạ? Nó không, nó ngay lập tức nó tràn sang bên này, nó tràn sang bên này để nó vượt qua, để nó gì ạ, nó kiên định đi về phía dưới. Chính cái sự linh hoạt đấy chính là sự kiên định. Kiên định với cái gì ạ? Kiên định với mục tiêu của mình. Ví dụ như này nhá, mục tiêu của mình không phải là đi ra ngoài ngoài trời, mục tiêu của mình đó là ngày hôm nay chúng ta phải vui vẻ, đây là mục tiêu nhé. Thì chúng ta linh hoạt để đạt được cái mục tiêu, cho nên là gì ạ? Sự linh hoạt chính là sự kiên định. Anh chị em cứ tưởng tượng về dòng nước thì anh chị em sẽ thấy dòng nước cực kỳ linh hoạt, nó không bị cố định. Nếu mà chúng ta là một thanh sắt này đúng không ạ, nếu mà chúng ta là một cái vật cứng này mà chúng ta bị chặn lại cái thì làm sao ạ, là chúng ta đứng im đúng không ạ, chỉ cần một ngón tay thôi chúng ta bị chặn là đứng im. Nhưng nếu mà dòng nước thì chúng ta có cản được không ạ? Nếu mà dòng nước đang rơi xuống như này, chúng ta dùng một ngón tay chúng ta có cản được nước không ạ? Không đúng không ạ? Nó sẽ chạm vào tay chúng ta, nó vòng sang tay chúng ta và tiếp tục lại rơi xuống. Cái dòng nước ấy, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Là phải linh hoạt giống như dòng nước, nhưng phải kiên định với mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là trở nên giàu có, mục tiêu của mình là khỏe mạnh, mục tiêu của mình là giúp đỡ được mọi người, mục tiêu của mình là trí tuệ phát triển, mục tiêu của mình là gì ạ? Là có công danh sự nghiệp, là gì ạ? Là được tự do. Đấy là mục tiêu lớn của mình và mình kiên định với mục tiêu đấy. Mục tiêu thì không bao giờ thay đổi. Cái mục tiêu đấy nó phải cực kỳ kiên định. Giống như là dòng nước nó chảy đến khi nào ạ? Khi nào đến cái nơi mà nó gọi là không thể chảy được nữa thì thôi, tức là cái nơi mà nó gì ạ? Nó thuộc về thì nó mới thôi. Còn trên cái con đường của nó đi ấy, thì tất cả những cái gì mà cản trở nó ấy, thì nó đều vượt qua hết. Nó đều tìm được giải pháp để nó vượt qua hết. Còn nếu như trong trường hợp mà gì ạ? Nó bị chặn lại thì làm sao ạ? Thì nó sẽ ngấm vào lòng đất, nó trở thành mạch nước ngầm, nó chảy ra biển, đúng không anh chị em? Đến mức mà nó gọi như là những cái hồ nước ấy, nó giữ nước lại đúng không ạ? Nhưng mà thực tế nước nó có giữ lại không ạ? Không. Một là gì ạ? Nó ngấm vào lòng đất, nó trở thành mạch nước ngầm, chui sâu xuống lòng đất đá và bắt đầu nó gì ạ? Nó biến thành nước ngầm, bắt đầu nó lại gì ạ? Nó lại chảy ra biển. Cái thứ hai là gì ạ? Nó bốc hơi, nó bay lên trên trên trời, nó biến thành những giọt giọt nước to hơn. Đấy, nó chia nhỏ nó ra, nó biến thành những cái hơi nước bay bốc lên thành cái đám mây nó tích tụ lại thành những giọt nước lại xuống, lại đi à gì ạ? Lại đi ra biển. Anh em thấy không ạ? Đấy, linh hoạt nó là như vậy. Tức là gì ạ? Ta không chảy được thì ta ngấm xuống lòng đất, ta không chảy được làm sao ạ? Ta bốc hơi lên. Cuối cùng, mục tiêu vẫn là gì ạ? Vẫn là đi ra biển. Đấy, ok không anh nhỉ? Đấy, thì đấy là tôi linh hoạt, là tôi kiên định. Đó. Đó. Và có một câu nói rất là hay, đó là gì ạ? Là mục tiêu thì viết lên đá, còn chiến lược thì viết lên cát. Tức là gì ạ? Cái chiến lược hay là cái con đường mà chúng ta lựa chọn ấy, để mà chúng ta đến mục tiêu ấy, thì chúng ta viết lên cát. Tức là viết lên cát là gì ạ? Cần thiết là chúng ta xóa bỏ để chúng ta gì ạ? Viết một chiến lược khác. Đó. Còn mục tiêu thì viết lên đá để nó không bao giờ thay đổi. Đó.
Đấy, cho nên là luôn luôn tìm ra cách, luôn luôn tìm ra giải pháp để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Ví dụ như này, mục tiêu của Huy đó là giúp đỡ anh chị em chúng ta trở nên thành công và giàu có. Cho nên nếu như mà cái con đường hay cái phương tiện của mình, cái phương tiện mà mình đang lựa chọn gặp khó khăn, thì ngay lập tức mình sẽ lựa chọn phương tiện khác. Nhưng mục tiêu của chúng ta đó là đi cùng với nhau, thì chúng ta vẫn đi cùng với nhau. Chỉ có điều là chúng ta không lựa chọn phương tiện này thì chúng ta lựa chọn phương tiện khác. Chúng ta không lựa chọn cái kế hoạch này thì chúng ta lựa chọn kế hoạch khác. Đấy. Ok không anh chị em? Nhưng mục tiêu của chúng ta đó là gì ạ? Là chúng ta giúp nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công, thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ làm được. Còn có nhiều người thì khi mà gặp khó khăn ấy, thì họ thay đổi mục tiêu. Họ không thay đổi cách làm, họ thay đổi mục tiêu. Thì những người đấy thì thường họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề, rất nhiều rào cản, và họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó. Thì đây là một cái tư duy xuất chúng số 2 để anh chị em có thể học được. Ok không ạ? Rồi. Tư duy xuất chúng thứ 3. Đó là mọi vấn đề đều có chủ đích tích cực và không có thất bại, luôn luôn chỉ là sự phản hồi. Đấy. Ok không ạ? Thì mọi vấn đề đều có chủ đích tích cực của nó. Như vậy chúng ta là gì ạ? Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn, khi mà chúng ta gặp những rào cản, thì chúng ta phải hỏi cho mình một câu hỏi, đó là bài học ở đây là gì? Mỗi khi chúng ta gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống, thì rất nhiều người sẽ than phiền, rất nhiều người sẽ đổ lỗi, rất nhiều người sẽ tìm những cái lý do để mà mình biện hộ cho bản thân mình hoặc cho người khác. Nhưng Huy thì Huy không làm việc đó nữa. Rất lâu rồi Huy không làm việc đó nữa. Huy sẽ hỏi mình là bài học ở đây là gì. Và Huy thường xuyên hỏi những cái người mà thân cận với mình, khi mà gặp một vấn đề như vậy, thế bài học ở đây là gì? Ví dụ như này, mình như vừa rồi á, vừa rồi là bạn Hương ấy, bạn MC mà nó bị sai, thì thay vì là bạn ấy xấu hổ, thay vì là bạn ấy ngượng ngùng, thì bạn sẽ đặt câu hỏi là bài học ở đây là gì? Có thể do là mình luyện tập nó chưa đủ, cho nên là mình bị vấp, cho nên là mình bị quên, cho nên mình bị sai. Hoặc là mình chưa hiểu được cái sự mong muốn của người khác, cho nên là mình nói không đúng với mong muốn của họ. Thế thì tại sao mình không hỏi cái mong muốn của họ trước, xem họ muốn tee up họ như thế nào, xem là họ muốn nói như nào. Hoặc là cái bài học của mình đó là mình cần phải lắng nghe cái người mà MC khác, những người MC khác họ chia sẻ như nào. Họ chia sẻ rất là hay, nhưng mà tại vì mình không lắng nghe họ, mình cứ tưởng là mình ngon rồi, mình tưởng là mình tốt rồi, cho nên là gì ạ? Cho nên là mình mới làm sai như vậy. Nếu mà mình chịu khó lắng nghe họ, mình học theo, mình sao chép theo cái điều mà họ đang làm, thì khả năng mình sẽ không gặp cái lỗi đó nữa. Thay vì là mình buồn, thay vì mình xấu hổ, thay vì mình tự trách mình. Đấy, và mình quay ra là mình lại tiêu cực. Đấy, mình lại đổ lỗi cho bản thân mình và mình trở nên tiêu cực. Mình lại coi mình là cái đứa kém cỏi và coi mình là cái đứa là không có tích sự gì cả. Thì đấy là một cái bài học sai lầm, đúng không ạ? Và việc của chúng ta đó là luôn luôn có một cái chủ đích tích cực trong bất kể vấn đề gì mà chúng ta gặp. Ví dụ như là chúng ta đã từng có những cái vấn đề trong cuộc sống về cảm xúc, chúng ta không thích người này, không thích người kia, thì chúng ta luôn luôn hỏi rằng cái điều gì đang xảy ra và bài học tích cực ở đây là gì. Khi họ lừa chúng ta, khi họ làm cho những cái việc mà xấu với chúng ta, thì cái bài học tích cực ở đây là gì? Chúng ta luôn luôn tìm ra cái bài học tích cực ở trong mọi sự vật sự việc. Và những cái bài học đó thường được ẩn giấu dưới những cái vấn đề. Cho nên vấn đề chính là cơ hội để chúng ta phát triển. Việc của chúng ta là có tìm được cái bài học tích cực hay không. Và chỉ khi nào chúng ta có một cái tư duy tích cực thì chúng ta mới tìm được bài học tích cực thôi. Và câu hỏi này, bài học tích cực là như thế nào? Ví dụ như rất nhiều người ấy, là khi mà gặp vấn đề đó nào đó, ví dụ như là bị chồng bỏ hoặc là bị bồ đá, thì ngay lập tức họ đưa ra một cái bài học là thề từ sau không bao giờ lấy chồng nữa. Hoặc thề từ sau không bao giờ yêu nữa. Đấy. Hoặc là thề từ sau không bao giờ tin người khác nữa. Bởi vì mình đã bị người khác lừa dối, cho nên là mình từ sau mình thề mình không bao giờ tin người khác nữa. Có trường hợp này không anh chị em? Có đấy, thậm chí là nhiều luôn.
thì đấy là tư duy tiêu cực. Thì những người như vậy á, thì họ sẽ làm sao ạ? Họ sẽ có cuộc sống rất là đau khổ, cuộc sống rất là mệt mỏi. Thì cái bài học tích cực ở đây đó là gì ạ? Là cái bài học mà giúp chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn, rất là mục tiêu mà gì ạ? Mục tiêu xa. Ví dụ như là mình rất là mong muốn một cái gia đình hạnh phúc, mình mong muốn mình được gì ạ? Mình được yêu thương, đúng không? Mình không mong muốn là mình sẽ ở một mình, mình không mong muốn cô đơn. Nhưng bởi vì mình bị lừa cho nên mình đưa ra một bài học tiêu cực, đó là thôi tốt nhất là không không tin thằng nào hết để đỡ bị lừa. Đấy là bài học tiêu cực. Còn bài học tích cực đó là gì ạ? Là mình sẽ phải phải giỏi hơn, mình sẽ phải phải tỉnh táo hơn để mình không bị lừa. Mình bị lừa do mình dốt quá, do trí tuệ của mình kém cho nên mình bị lừa. Cho nên việc của mình bây giờ phải nâng cao trí tuệ, mình phải học hỏi, mình phải đọc sách. Thì đấy là bài học tích cực. Tức là mình bị lừa không phải là gì ạ? Không phải là nó muốn lừa, mà đơn giản là do mình kém quá. Cho mình để cho nó có cơ hội để lừa mình. Chứ tại sao nó lừa mình nó không lừa thằng khác? Đúng không? Tại sao nó lừa mình nó không lừa con khác? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình ngu quá. Bởi vì mình kém quá. Thế việc của mình nó là gì ạ? Phải bớt ngu đi, bớt kém đi. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách là học tập, bằng cách là phát triển bản thân, chứ không phải là bằng cách là gì ạ? Là từ sau trở đi không có tin thằng nào khác. Thì mỗi thằng này nó xấu nhưng thằng khác nó vẫn vẫn tốt thì sao, đúng không? Thằng này nó lừa thằng khác nó không lừa thì sao? Đấy, mình phải tin vào cuộc sống chứ, mình phải có niềm tin chứ. Mình không có niềm tin thì thực sự là cuộc sống rất là đau khổ, ok không ạ? Đó, cho nên là chúng ta gì ạ? Chúng ta luôn luôn tìm ra những cái bài học tích cực ở trong các vấn đề, và không có thất bại, tất cả chỉ là sự phản hồi mà thôi. Những cái phản hồi nó đến với chúng ta dựa trên những cái sự thất bại, dựa trên những cái thứ mà gọi là không thành công. Nói thất bại là không đúng, mà là chúng ta chưa thành công. Giống như là ông Edison tìm ra cái bóng đèn ấy, thì ông ấy nói rằng là tôi không thất bại, tôi chỉ có 10.000 lần thử và phản hồi để tìm ra cái công thức cuối cùng mà thôi. Tức là ông bảo là tại sao mà ông có thể chịu được 10.000 lần thất bại mà không? Đấy không phải là 10.000 lần thất bại, đấy chỉ là 10.000 cái phản hồi. À, cái chất này, cái nhiệt độ này, cái thời gian này, cái độ ẩm này nó không phù hợp để làm bóng đèn. Đấy, cái dây đấy nó không phù hợp, cái kích thước đấy nó không phù hợp. Thế việc của mình đó là gì ạ? Thay đổi kích thước, thay đổi cái vật liệu, thay đổi cái hình dáng, thay đổi cái môi trường, thay đổi cái nhiệt độ, thay đổi cái áp suất, thay đổi cái độ ẩm, thay đổi từng cái yếu tố đấy một, và trên từng cái chất liệu một, và trên từng cái gì ạ? Hình dáng một. Và đó là lý do tại sao nó tạo ra một cái tổ hợp rất là lớn. Và việc của ông đấy là gì ạ? Thử hết tất cả cái tổ hợp đấy, thế thôi. Và cái tổ hợp nào mà nó gì ạ? Nó không thành công thì đơn giản nó là một sự phản hồi cho thấy rằng là gì ạ? À, cách này nó không gì ạ? Nó không đúng. Cách này nó không gì ạ? Nó không đạt được kết quả. Thì việc của tôi đó là gì ạ? Là tiếp tục tìm cách khác, có thế thôi. Giống như này này, khi mà chúng ta bắt đầu mở miệng ra, chúng ta bán hàng, chúng ta mời khách, thì có những người họ phản hồi với chúng ta đó là họ không thích. Và khi họ không thích thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta rút ra một cái bài học đó là gì ạ? À, tức là họ không thích mình. Tức là sản phẩm này không tốt, tức là gì ạ? Thế này thế kia. Thì đó là điều gì ạ? Đấy là một cái bài học tiêu cực. Bởi vì sao ạ? Những cái phản hồi đó nó cho chúng ta những cái chủ đích tích cực. À, họ không thích thì vì đơn giản đó là gì ạ? Là chúng ta chưa biết cách để chia sẻ cho họ cho đúng. Những cái người đấy họ lại đi gặp người khác, họ lại thích. Vẫn là cái sản phẩm đấy, người khác bán lại được, mình bán lại không được. Như vậy là gì ạ? Thứ nhất, nó là tại mình. Thứ nhất, đó là mình gì ạ? Mình đã không có kiến thức, không có kỹ năng để mình thuyết phục họ. Cái thứ hai đó là gì ạ? Mình đã không chọn được cái đúng người có nhu cầu. Mình chọn sai người, nó lỗi của mình. Cái thứ ba nữa, mình chọn người đúng nhu cầu rồi, nhưng mình giới thiệu cho họ sai thời điểm, cũng là lỗi của mình, đúng không ạ? Thì cuối cùng ấy, đó là gì ạ? Đó là mình phải xem lại. À, cái bài học ở đây đó là tôi sẽ phải chọn đúng khách hàng hơn. Tôi phải lọc, chọn đúng khách hàng hơn. Tôi phải làm bạn, làm thân với họ để cho họ tin tưởng tôi đã. Bởi vì tôi là ai trước khi mà tôi gì ạ? Tôi chia sẻ, đúng không ạ? Và sau đó tôi phải lựa cái thời gian nào đấy phù hợp để tôi chia sẻ với họ. Và tôi phải có kỹ năng, tôi phải có kiến thức, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ, tôi phải có năng lượng trước khi chia sẻ với họ. Đấy là những cái bài học
mà chúng ta cần phải học được, chứ không phải là việc mà chúng ta thôi chắc là không làm được, chắc là sản phẩm này nó kém, chắc là người ta không thích đâu, chắc là thằng này nó không thích, thì mọi người đều không thích. Thì đấy là bài học tiêu cực. Và bài học tiêu cực đó là gì ạ? Những thứ mà không giúp chúng ta đạt được mục tiêu thì là tiêu cực. Cái gì mà giúp chúng ta đạt được mục tiêu thì là tích cực. Tích cực hay tiêu cực nó mang tính chất tương đối. Ngày hôm nay nó là tích cực, ngày mai nó là tiêu cực. Được không ạ? Cho nên tích cực hay tiêu cực thì chúng ta phải nhìn vào cái tầm nhìn xa. Đạt được cái mục tiêu của mình đó là gì ạ? Giàu có, khỏe mạnh, tự do, trí tuệ, đúng không ạ? Nhiều mối quan hệ và luôn luôn vui vẻ đó. Thì đấy mới là cái thứ mà chúng ta mong muốn hướng tới. Thì cái gì giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì nó là tích cực. Cái gì không giúp chúng ta đạt được cái điều đó là tiêu cực. Mà cái gì tiêu cực thì chúng ta bỏ đi, cái gì tích cực thì chúng ta giữ. Ok không anh chị em? Rồi, tiếp theo cái tư duy xuất chúng số 4. Con cái là phản chiếu của cha mẹ, cấp dưới là phản chiếu của cấp trên. Đó. Được chưa? Nhân viên là phản chiếu của sếp. Ok không ạ? Đấy. Tuyến dưới là phản ánh của tuyến trên. Tức là sao ạ? Con cái của chúng ta hư thì là do cách mà chúng ta dạy dỗ đối xử với nó. Cấp dưới của chúng ta mà không tốt thì do chúng ta. Nhân viên của chúng ta mà không tốt là do chúng ta. Huy gặp rất nhiều những cái chủ doanh nghiệp than phiền và nhân viên của mình. Ui dồi ôi, đội nhân viên của em nó chán lắm, không làm ăn được cái việc gì cả. Đụng cái gì cũng hỏng việc, em cứ phải sát sao, cứ phải kè kè, cứ phải thế này, cứ phải thế kia. Nhưng thưa anh chị em là gì ạ? Nó chỉ là cái phản ánh của mình mà thôi. Mình ra sao thì con mình như vậy, mình ra sao thì cấp dưới của mình như vậy, mình ra sao thì công ty của mình ra vậy, mình ra sao thì đội nhóm của mình ra vậy. Anh chị em cứ tưởng tượng xem mà tại sao ngay cả những lúc khó khăn nhất nhưng mà đội nhóm Diamond Team vẫn gì ạ? Vẫn rất vững vàng, vẫn rất là gì ạ? Đoàn kết. Trong khi những đội nhóm khác thì sao ạ? Họ lao đao, họ khó khăn, họ kêu gào, họ mệt mỏi, rồi họ gì ạ? Họ chạy chỗ này, họ chạy chỗ kia. Thì rõ ràng anh chị em thấy không? Nhìn thấy rất là rõ. Cũng là cái không khí đấy, cũng là cái không gian đấy, cũng là cái thời điểm đấy, cũng là tất cả mọi thứ như vậy. Rồi đội của Khánh Hiền làm sao? Phát triển cực kỳ mạnh luôn. Đúng không anh chị em? Tức là gì ạ? Ở đây ấy, nó chỉ là do gì ạ? Do bản thân mình thôi. Chứ không phải do những người bên dưới. Nên là khi mà mình đổ lỗi cho những người bên dưới, thì mình đã gì ạ? Mình đã từ chối cái bài học tích cực rồi. Mình từ chối cái bài học tích cực. Cái bài học tích cực nó là bài học mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nhận được khi mà chúng ta nhận cái lỗi về mình. Nhận lỗi về mình không phải là mình đổ lỗi cho mình để mà mình buồn phiền, mình chán nản rồi mình thất vọng. Mà nhận lỗi cho mình đó là gì ạ? Là mình nhận mình là cái người chịu trách nhiệm về cái việc đó, và mình là người chịu trách nhiệm để thay đổi cái việc đó. Đó. Cho nên khi mà mình thấy con cái mình nó không ngoan, mình thấy con cái mình mà nó hư, mình thấy con cái mình nó bướng, mình thấy con cái mình nó cãi, mình thấy con cái mình nó không chịu chào, mình thấy con cái mình không chịu ăn, phải xem lại mình. Đầu tiên xem lại mình trước. Xem lại mình có làm những việc đấy không? Cái thứ hai là xem mình đã dạy nó đúng chưa? Thứ ba nữa là xem những cái hành xử của mình, cái hành động của mình ấy, cái hành động vô thức của mình ấy, xem mình đã làm đúng chưa? Nếu mình làm chưa đúng thì đừng bắt con mình làm đúng, không thể nào được. Đó. Ví dụ như là con trai Huy á, là bây giờ nó bắt đầu nó rơi vào tình trạng là nó đối phó, nó phản kháng. Nó học một cách đối phó, học một cách phản kháng. Thì Huy cũng đã nói với vợ mình đó là gì ạ? Là em không nên chửi mắng, không nên đánh đập nó khi mà dạy nó. Dạy con thì đấy không phải cách dạy đúng. Và mỗi lần như thế thì nó sẽ không được tôn trọng. Và khi nó không được tôn trọng ấy, thì nó sẽ không tôn trọng người khác. Nó không tôn trọng bạn bè. Và đúng như thế. Nó đến lớp, nó nghịch, nó trêu đùa bạn nó và nó tụt quần bạn nó trước lớp. Xong rồi nó đánh bạn nó. Xong rồi nó có những cái hành xử mà nó không văn minh. Nó không lịch sự. Mà nó không tôn trọng người khác. Thế thì cho mình không tôn trọng con mình. Con mình nó có ý kiến mà mình gạt đi. Mình
mình cứ nghĩ rằng cái ý kiến của mình là đúng và con mình phải theo mình. Và đấy là cái sự áp đặt. Và khi mình cứ tiếp tục áp đặt những ý kiến của mình nghĩ rằng nó đúng, thì đến một ngày nào đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cũng hành xử giống như vậy. Và nó nghĩ là nó đúng và nó cũng áp đặt những ý kiến của nó vào người khác. Và khi đó làm sao ạ? Chẳng ai chơi với nó cả. Đấy, và khi đó thì nó cảm thấy rất là đau khổ, rất là cô đơn. Và quay ra mình nhìn lại mình xem thì đúng như vậy. Mình cũng rất đau khổ, mình rất là cô đơn. Và đấy là cái vấn đề. Đấy, tuy nhiên thì chỉ có người nào mà họ thực sự mong muốn sửa đổi, mong muốn thay đổi thì họ mới thay đổi thôi. Còn Huy nói thì về cơ bản là cũng không có tác dụng gì nhiều vì họ không muốn thay đổi. Đấy. Thế thì ở đây mình chỉ có chia sẻ nó là gì ạ? Mình là cái người chưa tốt thì mình đừng đòi hỏi con mình hay đội nhóm của mình tốt. Và nếu mình là người chưa tốt thì việc đầu tiên mình phải sửa đổi chính bản thân mình đã. Mình phải thay đổi mình đã. Mình phải trở thành cái người tốt hơn đã. Và nếu như mà con mình nó vẫn thế, đội nhóm mình vẫn thế, chứng tỏ mình vẫn chưa đủ tốt. Mà mình không đủ tốt thì mình không có cửa, mình không có tuổi gì để mà yêu cầu họ thay đổi. Mình chưa đủ tốt thì mình cần phải làm tốt hơn nữa. Đấy là cái động lực, đấy là cái bài học mà mình phải làm tốt hơn nữa. Khi mà họ còn những cái điểm xấu mà mình vẫn còn chưa hài lòng với họ thì tức là gì ạ? Tức là mình còn chưa tốt. Khi nào mình vẫn còn chưa hài lòng về người khác, tức là mình còn chưa tốt. Anh chị em hiểu điều này không ạ? Bởi vì họ chỉ là cái phản ánh của mình thôi. Kể cả bạn bè xung quanh mình cũng là phản ánh của mình thôi. Mình chơi với người bạn đó bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cũng giống như họ. Đúng không anh chị em? Mình chơi với những người bạn tiêu cực, mình bảo là ui, bạn bè xung quanh em toàn cái đứa tiêu cực. Mình hỏi thế mày có tiêu cực không? Em không tiêu cực thế nào cả. Em tiêu cực, em cực kỳ tích cực luôn. Nhưng mà cái bọn bạn em, bọn đấy nó thế này, bọn mẹ nó thế kia. Ui dồi, đấy là khác. Mình bảo mày có biết mày đang nói như vậy là mày đang tiêu cực không? Bảo không, em chỉ kể câu chuyện thôi mà, em có tiêu cực đâu. Không tiêu cực, nhất định không nhận ra mình tiêu cực. Họ không hiểu thế nào là tiêu cực, thế nào là tích cực. Rồi bây giờ mày cứ tiếp tục mày nói thế là tao không chơi mày nữa và tao không giúp mày nữa. Thì họ cũng chẳng biết điều đấy là nó có giá trị hay là nó có tốt với họ hay không, không tốt với họ. Họ chỉ nói ra cho nó sướng miệng, cho nó thoát được cái cảm xúc nhất thời của họ, tức là thỏa mãn cái cảm xúc nhất thời. Thế về lâu dài thì họ không để ý đến cái mục tiêu lâu dài, mà họ chỉ làm để thỏa mãn cái cảm xúc nhất thời thôi. Đó. Thế cho nên là gì ạ? Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn thấy những người xung quanh của chúng ta nó còn yếu còn kém ấy, thì soi lại bản thân mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta xứng đáng với những cái thứ đó. Chúng ta nhìn cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở, nhìn cái xe mà chúng ta đang đi, nhìn những người bạn mà chúng ta đang có, chúng ta đang xứng đáng với nó. Bởi vì những gì chúng ta đã làm và chưa làm ở trong quá khứ, cho nên đến thời điểm hiện tại, chúng ta đang xứng đáng với những gì mà chúng ta đang có. Và cái câu hỏi này, chúng ta có muốn có nhiều hơn không? Comment xuống dưới. Bạn có muốn có nhiều hơn không? Nếu mà muốn có nhiều hơn thì mình phải trở nên xứng đáng hơn. Muốn có nhiều hơn thì mình phải trở nên xứng đáng hơn. Những gì mình đang có, bởi vì nó đáng. Kể cả những cái thất bại, kể cả những cái vấn đề, kể cả là tất cả mọi thứ, những cảm xúc mình đang có, thì mình đáng với những cảm xúc đó. Kể cả những thất bại mình đang có, kể cả những đau khổ mình đang có, kể cả những cái người bạn lừa lọc, những người bạn giả dối mà chúng ta đang có, thì nó xứng đáng với chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng đang đóng góp một phần ở trong đó. Thế thì trước đây Huy thường hay gọi là trách là vợ mình thế này, vợ mình thế kia. Sau đó thì mình thấy rằng là gì ạ? Bởi vì mình kém cho nên là mình chỉ thế thôi. Đòi hỏi gì? Mình muốn hoa hậu người mẫu vừa xinh vừa giỏi
thì mình phải làm đại gia, đúng không? Thế đó, mình muốn chân dài thì mình phải là gì ạ? Mình phải là nhiều tiền, thế đó, không cách nào khác cả. Đó, nếu mình không nhiều tiền thì đừng đòi hỏi. Chấp nhận thôi, chấp nhận được thứ gì mình đang có, vui vẻ với những gì mà đang có, biết ơn những gì mình đang có, kể cả những thứ đó là những thứ không tốt, kể cả những thứ đó là những thứ chưa hài lòng, mình chưa vui, mình chưa hài lòng những thứ đó, nhưng mà làm sao ạ? Hãy biết ơn, hãy biết ơn những thứ mình đang có, bởi vì cái đấy là xứng đáng với mình mà, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, nếu mà chúng ta muốn có nhiều hơn, chúng ta phải trở nên xứng đáng hơn. Chúng ta muốn có một đứa con ngoan, một đứa con học giỏi, một đứa con thì là gì ạ, tự tin, mạnh mẽ, đúng không? Thì chúng ta phải là con người khác, không phải con người hiện nay, đúng không ạ? Chúng ta phải giỏi hơn, chúng ta phải cố gắng hơn. Đấy. Ví dụ như là Huy thấy muốn cho con Huy đi tập thể dục, muốn cho con Huy đi bơi thì là buổi sáng Huy dậy sớm cho đi bơi. Từ 4 giờ, 4 rưỡi đã phải dậy rồi anh em ạ, 5 giờ đã phải ra khỏi nhà rồi. 5 giờ đã ra khỏi nhà cho đi bơi rồi. Ngày nào như ngày nào. Đấy, đến để bơi. Một là mình gì ạ? Mình ngồi trong xe mình ngủ. Ngồi trong xe mình ngủ thì làm sao ạ? Nó bơi vớ vẩn. Mình ra hồ bơi mình ngủ thì nó vẫn bơi vớ vẩn. Thế là làm sao ạ? Mình nhảy xuống mình bơi cùng với nó luôn. Mình vừa bơi với nó, mình bơi qua, mình chào nó cái, đi bơi lại chào nó cái. Thế lúc nào mà nó mải chơi thì mình bảo là Buka ơi bơi đi. Thế là nó lại bơi tiếp. Thế là gì ạ? Mình xuống bơi để mình đồng hành cùng với con. Mình cho nó thấy rằng là nó không có cô đơn, không không cô độc, nó không phải là gì ạ? Là một mình nó làm mà bố nó cũng làm cùng với nó. Đấy. Thế là tự nhiên mình lại biết bơi. Trước đây không biết bơi anh chị em, đi bơi với con đấy là tự nhiên biết bơi. Nó dạy cho mình bơi. Thực ra không phải nó dạy mình bơi mà nó bơi thì cũng kỹ thuật nó cũng lèo nhèo thôi. Có điều là mình nhìn những cái người bơi ở trong bể ấy, tức là những cái người bơi rất là giỏi ấy, mình cứ nhìn mình học lỏm, mình bơi nhá, xong rồi mình lên bờ mình bơi, mình đi theo họ, mình thấy họ bơi này, bắt đầu mình xuống mình chỉnh một tí, chỉnh tí xong rồi lúc nào mình thấy là nó lại vướng vướng, bắt đầu mình lên là mình lại nhìn theo người ta bơi và thấy người ta nó phải thế này, nó phải thế kia, xong mình xuống nước mình thử công nhận thế này nó lại hơn đấy, xong rồi mình bơi một thời gian nó quen quen, là bắt đầu mình lại gì ạ, mình lại thấy nó không ổn, bắt đầu mình lại lên mình học, toàn học lỏm thôi anh chị em. Cứ học xem người ta bơi xong rồi mình xuống mình bơi tập theo người ta. Và sao người ta bơi nhẹ nhàng thế nhỉ? Thế mình bơi nhẹ nhàng đấy, mình bơi. Thế cuối cùng mình bơi được. Đấy. Xong mỗi thằng nó lại bơi một kiểu anh nhỉ. Có thằng thì nó bơi bụp 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 rất nhanh, có thằng thì bơi thì mình bảo không biết bơi như nào nhỉ. Không biết thế nào là đúng. Bởi vì hai thằng nó đều là thầy cả. Mỗi thằng đấy đều là thầy cả. Và thằng nào nó bơi cũng giỏi, thằng nào cũng bơi cũng hay. Mà mỗi thằng bơi kiểu thế mình bảo không biết thằng nào đúng. Thế việc của mình là gì ạ? Thử hết các kiểu. Và có những cái kiểu nó phù hợp với mình, có kiểu phù hợp với thằng kia. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Đấy, thế là việc của mình đó là tìm ra cái kiểu nào đấy mình cảm thấy nó phù hợp với mình nhất thì mình bơi. Ví dụ như mình là cái người mà cũng là lười tập thể thao và cũng ít thể dục, cho nên là gì ạ? Mình phải bơi cái kiểu dưỡng sinh. Mình không thể bơi cái kiểu mà gọi là gắn motor vào vlogit giống như cái bọn mà 17 18 được. 17 18 nó chơi cái kiểu gọi là bơi tốc độ. Nó bơi tốc độ rất là tốn sức. Mà mình bơi thế là mình hụt hơi luôn. Thế mình đành chơi kiểu là bơi dưỡng sinh, bơi nhẹ nhàng. Và nhờ cái việc mà mình thay đổi cái cách bơi đó thì mình sao ạ? Mình bơi được 5 km. Còn trước đây á là bơi được khoảng độ 50 m là thở không ngọc, nó không bơi được nổi rồi. Đấy. Thì đấy là cái cách để mà mình thay đổi bản thân mình. Và khi mình thay đổi thì những người xung quanh mình sẽ thay đổi. Khi mình thay đổi, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Cho nên nếu mà chúng ta còn nhìn thấy những người xung quanh mình họ còn yếu, họ còn kém, họ còn tệ thì hãy so lại mình. Mình chính là gì ạ? Là nguyên nhân và họ chỉ là gì ạ? Họ chỉ là cái phản ánh của mình mà thôi. Đúng không ạ? Họ chỉ là phản ánh của mình thôi. Và khi họ là phản ánh của mình thì đừng có hơi đâu sức đâu mà đi mà chửi mà mắng mà trách họ. Có được không ạ? Đừng hơi đâu đi trách mắng họ. Việc của chúng ta là hãy biết ơn họ, bởi vì họ chính là bài học cho chúng ta. Họ chính là gì ạ? Là cái tấm gương để mà chúng ta soi chính bản thân mình. Ok không ạ? Rồi, tiếp tục. Tư duy xuất chúng số 5. Sự phản kháng là biểu hiện của sự thiếu thiện cảm. Rồi,
Đôi khi chúng ta thấy có những cái trường hợp như này. Chúng ta nói con cái chúng ta không nghe, nói vợ chúng ta không nghe. Rồi chúng ta nói cấp dưới, tuyến dưới chúng ta không nghe, nói nhân viên chúng ta không nghe. Nói bạn, bạn chúng ta không nghe. Nói người khác không nghe, nói khách hàng không nghe. Thì bởi vì sao ạ? Bởi vì đấy là biểu hiện của sự thiếu thiện cảm. Khi mà mình nói nó không nghe, mình nghĩ là nó đang không hài lòng mình cái gì đó. Nó đang không thích mình cái điều gì đó. Mình đang làm sai cái điều gì đó. Mình đã nói sai cái lời nào đó. Và có thể nó đã hiểu lầm mình cái điều gì đó. Hoặc nó có hiểu đúng với mình cái điều gì đó. Mà mình đang chưa sửa được. Mình có cái tật xấu gì đó mình chưa sửa được. Mà làm cho nó không hài lòng. Cho nên là gì ạ? Cho nên nó ghét. Và khi nó ghét rồi ấy, thì mình nói gì nó cũng không nghe. Anh chị em có đồng ý không ạ? Khi mà mình ghét rồi ấy, thì nói đúng mình cũng không nghe. Mà khi mà mình thích rồi ấy, thì nói gì mình cũng nghe. Kể cả nói sai mình vẫn nghe. Đúng không anh chị em? Ok không ạ? Thế thì vấn đề ở đây đấy là gì ạ? Cái sự phản kháng. Con cái mình nó phản kháng mình ấy, thì mình xem lại xem mình đã làm cái điều gì nó mà nó không hài lòng. Ví dụ mình hứa nó là cho đi chơi, mình hứa nó mua quà cho nó mà mình không làm. Thì sau đấy mình bảo nó là đi ăn cơm thì không đi, không thèm nói chuyện. Và đi học thì nó không học. Nó phản kháng như vậy đấy. Hoặc là có những người tuyến dưới khi mà Huy nói thì họ họ không nghe. Thế là mình bảo biết ngay rồi, nó đang có vấn đề gì với mình rồi. Thế việc của mình nó là ngồi tâm sự, mình hỏi anh có làm gì sai không? Anh có làm gì mà em không hài lòng không? Em không hài lòng anh từ khi nào? Thì mới đầu nó bảo không, có gì vấn đề gì đâu, em khừng, anh bình thường mà. Thế mình hỏi tiếp. Trước đây có lúc nào em đã không hài lòng anh trong quá khứ không? Không, mình không nói gì cái sự việc mà nó phản kháng mình hết. Mình chỉ hỏi là trong quá khứ, là ngày xưa có lúc nào đấy mình làm cái điều gì đó mà nó không hài lòng. Thì bắt đầu nó ngồi nó nhớ. Đấy, thì mình bắt đầu mình hỏi thêm là em không hài lòng anh từ khi nào? Từ cái hôm đấy đúng không? Mình cứ nói đại đi. Từ cái hôm đấy đúng không? Cái hôm đấy đấy, đấy đúng rồi, cái hôm mà em đang nghĩ đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Thì anh cũng không, hôm đấy thì anh cũng không nhớ là anh làm cái gì, nhưng mà anh xin lỗi. Thực sự là anh có thể anh vô ý, anh làm cho em buồn, làm cho em không vui. Nhưng mà cái đầu tiên đấy là gì ạ? Anh không biết là anh làm gì, không biết anh làm đúng hay sai nhá. Nhưng khi mà anh làm gì đó khiến cho em buồn, anh làm cái điều gì đó khiến em không vui, anh làm cái điều gì đó khiến em thất vọng, anh làm cái điều gì đó làm cho em mất niềm tin, thì đầu tiên đấy là lỗi của anh xin lỗi. Ok. Đầu tiên mình xin lỗi trước, sau mình mới hỏi này. Này hỏi thật là hôm đấy anh làm cái gì đấy? Hôm đấy anh không nhớ gì cả. Thì lúc đấy bắt đầu nó ngồi sao ạ? Nó kể hôm đấy nhá, bảo là nhá, là anh sẽ giúp em thế này thế kia nhá. Mà đến lúc mà em bảo giúp anh lại cáu kỉnh, anh bực bội nhá. Chết mẹ rồi. Mình vẫn không nhớ hôm đấy là như nào mà. Chắc là cái hôm đấy là mình đang cáu cái thằng khác, đang bực nó khác, là trong lòng mình đang có một cái vấn đề gì đấy. Đấy, mình đang có một cái vấn đề gì đấy, mình không vui. Đấy, cho nên là mình mới cáu, cáu lan lên vậy. Thế thì là sao ạ? Thì chắc là hôm đấy anh có cái vấn đề gì đó mà anh không vui, cho nên là anh giận cá chén thớt, đấy là tiếp tục là lỗi của anh. À, anh xin lỗi tiếp. Xong rồi mình hỏi là ngoài cái việc đấy ra còn cái lúc nào đấy mà anh làm cho em không vui nữa không? Thì nó mới đầu nó bảo không hết rồi. Và cố nhớ thế là còn cái hôm khác nữa anh nhớ được cái hôm đấy mà nó như thế đấy. Có đúng không? Đấy, thì bắt đầu nó bảo thì hôm đấy thì nó cũng như này, thì em cũng bình thường thôi, em cũng chẳng nghĩ gì đâu, em cũng thông cảm thôi. Em thì kể lại, em bảo anh không nhớ cái hôm đấy, em kể lại nha. Thì hôm đấy là như này này, anh đi chỗ này này, xong rồi anh bảo là anh mua cái này này, xong đầu anh lại không mua này, kiểu kiểu như vậy. Đúng không ạ? Thế thì mình bắt đầu mình khơi gợi, bắt đầu mình tìm ra những cái nguyên nhân, cái lý do mà mình khiến cho họ thất vọng, khiến cho họ buồn, khiến cho họ chán nản, khiến cho họ mất niềm tin, khiến cho họ cảm thấy nghi ngờ, khiến cho họ cảm thấy không vui, khiến cho họ cảm thấy buồn phiền với mình. Thì không cần biết là mình làm đúng hay sai, việc đầu tiên đã nhận lỗi đó. Cứ mình làm cái gì đó là ảnh hưởng đến người khác là lỗi của mình. Đừng có tranh luận đúng sai ở đây làm gì. Chỉ cần là gì ạ?
Ví dụ như này, cái hôm trước có cái trường hợp gì Huy không nhớ, bởi vì cái trí nhớ của Huy là nó ngắn hạn, nó không nhớ được những cái tiểu tiết, những cái chi tiết đâu. Đấy, anh chị em thấy là đào tạo Huy có thể nói cả ngày là chẳng cần sách, nhưng mà gì ạ, nhưng mà cái trí nhớ, những cái việc nhỏ 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 nó Huy thường không nhớ, để chìa khóa ở đâu thường hay quên, cứ là nào đi ra khỏi nhà cũng quên vài thứ, là phải đi ra khỏi nhà nó lại chạy về lấy. Đấy, thì đấy là cái thuộc tính, cái điểm yếu của mình đó. Thế thì như điểm mạnh của mình, có điểm mạnh của mình thì mình nhớ về những cái thứ về 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 tổng quát, về về những cái công thức, về những cái thứ mà quy trình, cái thứ mình ấy rất là tốt. Thế thì mình không nhớ được cái việc mình đã nói hoặc cái việc mình đã làm ở trong quá khứ, và mình cần có những người họ nhắc nhở. Họ thì rất là nhớ, giống như là mình ấy, mình vay tiền người ta ấy, thì mình không nhớ, nhưng mà người ta vạ cho mình vay tiền ấy, là người ta nhớ kinh lắm, đúng không nhé? Mình vay tiền đâu mình không trả ấy. Có trường hợp như này, đấy là mình nhờ họ lấy hộ cái hàng, mình bảo là em thanh toán hộ anh, lúc đấy mình đang trao đổi khách hoặc là mình đang có việc bị bận đấy, thì bảo em ơi lấy hộ anh cái hàng này, bao hết bao tiền thì thanh toán hộ anh tí anh trả, xong rồi mình quên bén nó đi anh chị em ạ. Xong rồi lúc mà nó lấy hàng mà anh ơi hàng của anh đấy, bảo ok để anh cảm ơn nhé, đấy thì mình vẫn quen là quen miệng là mình mở lời ra là anh cảm ơn rồi, nhưng mà gì ạ, nhưng mà đến lúc sau, lúc nó về mất rồi thì mình quên, đến ngày hôm sau gặp nhau nó vẫn cười, nó vui vẻ, nhưng mình cũng cười vui vẻ nó, mình chẳng nhớ gì cái việc là gì ạ, là phải thanh toán cho nó một mấy chục nghìn cái tiền 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 hàng ấy, mình không nhớ. Xong rồi tự nhiên sau cái đợt đấy bắt đầu thấy nó khác khác, bắt đầu nó phản kháng ấy, anh chị em nói một câu nó cứ nhảy vào miệng mình nó nói, xong bắt đầu nó lại khiêu khích mình, xong rồi bảo nó làm nó lại không làm. Thế mình bảo là có vấn đề rồi, không biết là vấn đề xảy ra từ đâu đấy, thì xong hỏi mãi thì nó bảo là thì hôm trước thì cũng có cái việc này, nó cũng nhỏ, nó không đáng gì đâu, em cũng quên rồi, anh cứ hỏi mãi thì em thôi em cũng đành phải nói thôi. Hôm trước đấy thì anh bảo là anh lấy cái hàng cho anh ấy, xong rồi anh bảo hết bao tiền anh trả đấy, thì cái này tiền này thì em nghĩ là nó cũng nhỏ thôi, chẳng đáng gì so với anh, nó chẳng đáng gì, nhưng mà em là sinh viên ấy thì nhiều khi nó cũng là một số tiền em cũng 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 phải tích góp ấy. Mà chết chết rồi, lỗi của anh, lỗi của anh, ngay lập tức là rút tiền ra trả cho nó. Rồi sau sau lúc đấy xong là gì ạ, sau đấy là vui vẻ mà mình nói thì nó lại nghe, nó đắp, nó lại gì ạ, nó lại follow mình đấy. Đôi khi cái việc nhỏ đấy mình nghĩ là mấy chục nghìn thì đối với mình nó là cái rất là nhỏ, mà mình không đáng, bởi vì thực tế là như này này, thực tế là khi mà mình đi ăn ấy, mình trả cho anh em mấy triệu mình đâu có tiếc đâu, mình chẳng nhớ cái đấy làm gì cả, nhưng mà nó thì nó cũng không, nó không coi đấy là cái việc mà nó biết ơn đâu, nó không coi cái việc đấy là nó được mình cho mình tặng đâu, nhưng mà mình thiếu của nó mấy chục nghìn phát là nó nhớ đời luôn. Thế mình cứ nghĩ là hôm trước mình vừa đi ăn mình trả mấy triệu cho đội nhóm thì bù trừ cho nhau tí cũng được, sân siêu tí, sở lời tí, vấn đề gì đâu. Nhưng vấn đề mình sở lời, nó không sở lời thì sao mình bắt nó sở lời được, đúng không? Mà mình bắt nó sở lời thì tức là mình lại keo kiệt rồi, thôi mình cứ sở lời đi. Tức là mình vẫn chưa đủ sở lời và mình vẫn chưa đủ hào phóng, đúng không? Hào phóng tức là gì ạ? Mình cứ cho đi xong lại cho đi, xong cho đi, cho đi thì đấy mới là hào phóng. Không cho đi xong nhận lại, cho đi xong nhận lại thì đấy là gì ạ? Đấy là cho và nhận chứ không phải hào phóng. Thế tức là gì ạ? Mình vẫn còn tính toán là à tao 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 trả tiền ăn cho mày, xong bây giờ mày phải trả cái tiền hàng cho tao, đấy là gọi là sòng phẳng rồi. Thì như vậy là vẫn chưa phải là cái người hào phóng, chưa phải là người sở lời. Đúng không anh nhé? Đấy, tức là nếu mà mình nghĩ như vậy thì đấy là mình vẫn là chưa người sở lời, chưa phải là người hào phóng. Và đấy là lỗi của mình thôi, và mình nghĩ như đấy là lỗi của mình thôi đấy. Thế cho nên là khi đó thì việc của mình đó là mình sửa chữa những cái vấn đề, những cái thứ mà khiến cho nó không hài lòng. Còn tất nhiên cái những đứa mà nó không sở lời, rồi nó keo kiệt, rồi nó không follow rồi thế này kia, sau một thời gian thì nó văng ra thôi, tức là nó không chơi được với mình nữa thì nó tự động nó văng ra thôi, nó chẳng vấn đề gì cả. Bởi vì những cái người đó họ không xứng đáng chơi với mình, vì mình đã gì ạ, mình đã sở lời hết cỡ rồi, mình đã thoải mái rồi, mình đã không suy nghĩ gì, mình không tính toán gì, không nhắc nhở gì rồi, mà họ lại vẫn cứ lanh quanh mấy nghìn, mấy mấy chục nghìn như vậy với mình ấy, thì tức là gì ạ, tức là họ là người có lỗi chứ mình không có lỗi. Tức là mình cứ sòng phẳng đi, mình cứ cho đi đi, mình cứ đầy đủ đi, mình bảo là gì ạ, là lấy hàng cho anh là anh
sẽ trả tiền thì mình hãy làm đúng cái đấy đi. Đầu tiên ấy, họ làm sai kệ họ, việc của mình là cứ làm đúng. Đúng không ạ? Họ làm sai việc của họ, còn việc của mình là phải làm đúng. Mình mà làm sai giống họ thì mình khác gì họ đâu, thì làm sao mình trách được họ. Đúng không anh em? Đấy, cho nên việc của mình là cứ làm đúng đã. Mình làm đúng sau đó mình trách họ sau. Nhưng mà thực tế là khi mà mình làm đúng thì mình không cần trách họ, họ sẽ tự trách họ. Và khi họ tự trách họ, họ tự cảm thấy xấu hổ và họ tự rời đi. Và khi họ rời đi thì mình cũng không cần phải níu kéo. Bởi vì sao? Bởi vì điều đó xứng đáng với họ. Đấy, mỗi thế thôi. Và mình xứng đáng với những cái thứ tốt đẹp hơn. Cho nên mình không cần phải níu kéo những cái người như vậy. Đó, nếu như họ thực sự là người như vậy. Còn nếu như họ thực sự trân trọng mình thì họ sẽ thay đổi. Còn họ không trân trọng mình thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ rời đi. Mỗi thế thôi. Ok không ạ? Rồi. Cái tư duy xuất chúng số 6 đó là nhìn việc nhỏ để suy xét việc lớn. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. À, đúng như vậy. Giống như Huy lúc nãy Huy nói rằng gì ạ? Cách bạn quên một cái món nợ nhỏ tức là cách bạn quên cái món nợ lớn. Và đúng như thế, mình vay tiền là mình thường xuyên quên. Và thực ra là không phải là mỗi cái món nợ mình quên đâu, mà những cái việc khác mà mình cũng rất là hay quên. Đó, thì đấy là cái đúng là như vậy. Mình hay quên một thứ, tức là những cái việc khác mình cũng hay quên. Đó, thì khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì cách mà chúng ta làm cái việc đó thì cũng là cách mà chúng ta làm những việc khác. Khi mà chúng ta tham gia một lớp học ấy, cách mà chúng ta học một cách nghiêm túc, một cách gọi là gì ạ, là chăm chú, một cách là trân trọng, ghi chép một cách cẩn thận ấy, thì đấy là cái tính cách mà khi mà chúng ta làm việc. Những người như vậy ấy, thì khi mà làm việc ấy, sẽ làm việc một cách rất là hiệu quả, sẽ làm việc rất là chỉn chu. Còn những người học cũng học không lên hồn thì làm cũng không lên hồn. Huy khẳng định với anh chị em luôn, anh chị em cứ để ý bản thân mình mà xem, mình cứ học không đến nơi đến chốn thì gì ạ, thì làm không đến nơi đến chốn. Mình học quyết tâm học đến nơi đến chốn thì mình làm đến nơi đến chốn. Học mình cũng đào sâu nghiên cứu thì làm mình cũng đào sâu cái công việc của mình. Đúng không anh chị em? Cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Vì vậy là gì ạ? Đôi khi ấy, là khi mà Huy phán xét, Huy xét một người ấy, đôi khi là xét những việc nhỏ. Giống như hôm trước Huy có chia sẻ đó là để nhìn một cái đồng hồ thật hay giả ấy, thì không phải nhìn vào cái mặt đồng hồ, bởi vì mặt đồng hồ ấy là hầu như làm giả, nó làm giống y thật. Nhưng để mà biết được cái nào giả, cái nào thật ấy, thì mình phải xem những cái chi tiết nhỏ mà nó không để ý, thì đấy mới là cái chi tiết mà gì ạ, là chứng tỏ là nó giả hay nó thật. Đấy, thì mình phân biệt ra cái người tốt người xấu ấy, đôi khi nó chỉ từng cái hành động nhỏ thôi. Cái hành động nhỏ nó sẽ gì ạ, nó sẽ bộc lộ ra cái con người của họ đó. Mic của ai đấy, vào Zoom mà không để ý mic ấy, đấy là hành động nhỏ đấy, mà nó đánh giá con người đấy. Riêng Huy vào Zoom không bao giờ Huy để mic mở. Không bao giờ Huy vào Zoom mà để mic mở. Em xin lỗi. Không phải xin lỗi, có lỗi gì đâu mà xin. Mình phải tìm cái bài học, tất cả mọi thứ là bài học hết, lỗi gì mà xin. Mình phải nhớ cái bài học đó là gì ạ? Từ sau vào Zoom là mình phải nhớ xem, nhìn cái mic của mình xem nó mở hay nó tắt, để đừng nó ảnh hưởng đến người khác. Tìm ra bài học tích cực để xin lỗi. Ok, xin lỗi cũng tốt. Ok không ạ? Đấy, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ luôn luôn tìm ra cái chủ đích tích cực trong tất cả cái sự việc. Đấy, không có cô mà bật mic đi làm sao có bài học cho anh chị em. Phải cảm ơn cô. Chẳng biết cô nào đâu. Tí là quên, Huy lại rất hay quên, không có thù dai nhớ lâu đâu. Nhưng mà rất hay soi, bởi vì sao ạ? Soi những cái tiểu tiết, bởi chính những tiểu tiết đó nó thể hiện con người của chúng ta là ai. Đó. Cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Đó là như vậy. Cho nên hãy cẩn trọng từ những cái việc nhỏ, anh chị em nhé. Hãy cẩn trọng từ những việc nhỏ. Muốn làm việc lớn ấy, thì phải làm tốt cái việc nhỏ đấy. Việc nhỏ không làm được thì làm sao làm việc lớn. Bây giờ cái việc MC mà anh chị em còn làm không tốt, ai dám cho anh chị em đứng lên OBP? Anh OBP anh chị em không làm tốt, ai dám cho anh chị em lên làm gì ạ? Làm trao đổi. Trao đổi anh chị em không làm được, ai dám mời anh chị em lên làm đào tạo? Đúng không ạ?
Rồi những cái việc đó anh chị em không làm được, ai dám giao thêm những nhiệm vụ khác cho anh chị em? Mà anh chị em không nhận được nhiệm vụ thì anh chị em trở thành người thừa rồi. Mà nếu mình trở thành người thừa trong tổ chức ấy, thì xin lỗi với anh chị em, đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Chúng ta bất kỳ tham gia một tổ chức nào ấy, thì ngày xưa bố Huy có nói một câu này: khi nào mà con tham gia một công ty nào đó thì con phải trở thành cái người mà không thể thay thế và không thể thiếu được ở trong cái tổ chức đó. Không thể thay thế, không thể thiếu được trong tổ chức được. Thì khi đó con sẽ gì ạ? Con sẽ gọi là có được cái sự trân trọng của các sếp rồi nhân viên đồng nghiệp, rồi trở thành cái người mà nếu như mà phải cắt giảm nhân sự, nếu như mà phải gì ạ? Giảm biên chế thì con sẽ là người cuối cùng ra đi. Ngày xưa mà nói chuyện mà nhà nước ấy, vào nhà nước các thứ hoặc các công ty ấy, công ty tư nhân cũng vậy thôi. Thì nếu mà người ta phải 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 cắt giảm nhân sự thì người ta sẽ phải cắt giảm những cái người mà yếu kém nhất, còn những người mà đóng góp nhiều công sức cho tổ chức, cho công ty ấy, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ trân trọng và họ sẽ khi mà có những cái cơ hội để mà thăng tiến thì họ sẽ chọn những cái người đấy để thăng tiến. Và Huy làm đúng như vậy anh. Bất kể một cái nơi nào mà Huy có mặt, bất kể công ty nào Huy đóng góp thì Huy đều là cái người mà rất là nổi bật và mình đều rất là cố gắng trở thành cái người mà gì ạ? Không thể thay thế ở trong công ty, không thể thiếu được. Anh chị em để ý cái cách mà Huy làm cái đội nhóm cũng vậy. Gần như cái vị trí của Huy là vị trí gần như là ít người có thể thay thế được. Bởi vì cái quan điểm của Huy nó là như vậy, mình phải trở thành cái người mà có giá trị, mà mình càng trở thành người có giá trị thì làm sao ạ? Thì cơ hội nó đến với mình càng nhiều. Đấy. Ok. Tiếp theo đó là gì ạ? Luôn luôn có đủ nguồn lực để đạt được điều mình muốn. À, cái điều này rất là hay. Luôn có đủ nguồn lực để có điều mình muốn. Và trong NLP thì họ cũng luôn nói rằng là gì ạ? Mọi nguồn lực đều có sẵn trong tôi tự tin, tôi làm được. Đấy, ví dụ thế. Những người học NLP họ thường hô cái câu câu đấy. Mọi nguồn lực đều có ở trong tôi. Được chưa ạ? Tức là gì ạ? Khi mình thực sự mong muốn điều gì á thì tự nhiên nguồn lực nó sẽ tới. Giống như cái câu chuyện mà Huy tham gia vào Eagle Camp ấy, thì khi đó thì Huy không có tiền đâu anh chị ạ. Đấy, khi đó Huy không có tiền. Thì vừa hôm qua Huy chia sẻ về cái câu chuyện đấy, nhưng mà một số anh chị em có thể không tham gia. Huy cũng chưa kể quá là sâu. Thì khi mà năm 2016 thì Huy quyết định tham gia vào Eagle Camp. Sau khi Huy tìm thấy rằng là mình tìm thấy một cái người thầy mà có thể dẫn dắt mình, có thể giúp đỡ mình. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ phải gần gũi, mình sẽ phải follow. Tuy nhiên lúc đó mình không có tiền. Thì cái câu hỏi là làm thế nào để mà mình có thể có tiền để đóng đóng cái tiền học bây giờ. Nhưng mà khi mà Huy quyết định là tham gia học ấy thì Huy không hỏi câu hỏi làm thế nào đâu, mà Huy hỏi câu hỏi là tại sao tôi cần phải tham gia cái khóa học đấy, tại sao tôi phải tham gia cái cộng đồng đấy. Và sau khi Huy trả lời được câu hỏi đấy thì Huy quyết định tham gia. Và cái điều kỳ diệu đó là gì ạ? Thì tiền mình không có, nhưng mà mình lại có một cái cơ hội như này. Đó là mình có cơ hội, đó là mình tiếp cận với thầy và mình làm cái hệ thống nhà thông minh cho thầy. Thầy bảo là lên làm nhà hệ thống điện thông minh cho nhà thầy đang ở ở chỗ Roy City ạ. Thế là mình lên mình làm thì bình thường là nếu như mà mình làm cho thầy mình ấy là mình sẽ không lấy lãi mà mình chỉ tính gọi là giá gốc thôi. Đấy, mình chỉ tính gọi tí tí tiền công thôi chứ còn không dám lấy lãi thầy mình. Nhưng mà bởi vì sao ạ? Nhưng mà bởi vì là mình không có tiền và thầy mình thì có đâu có giảm giá cho mình đồng nào học phí đâu. Thế là mình sao ạ? Nói lấy nguyên giá, tức là giá bán lẻ và xin lấy nguyên. Và thầy cũng chẳng mặc cả. Thầy cũng chẳng kỳ keo gì cả. Thế bảo là hết bao tiền. Thế nên lúc đấy thì mình cũng không báo giá tăng lên anh chị em nhé. Cái nguyên tắc của mình là chính trực. Mình không báo giá tăng lên. Mình báo giá đúng cái con số đấy. Và rất là may mắn bởi vì là gì ạ? Là cái việc mà lắp đặt nhân công đấy thì nó rất là rẻ, lúc mà nó rất là nhàn, nó không gặp nhiều cái sự cố, cho nên cái chi phí về nhân công nó thấp. Đồng thời nữa là
những cái sản phẩm mà mình cung cấp ấy, nó là cái dòng sản phẩm mới, mình cung cấp cái dòng sản phẩm mới nhất, mới ra mắt. Mà thường những cái dòng sản phẩm công nghệ mà mới ra mắt, anh chị em biết bao giờ ấy, là cái mức mức gọi là chiết khấu bao giờ nó cũng cao nhất đấy, bởi vì hàng công nghệ mà bao giờ nó, lúc mà mới ra ấy, là lúc mà nó bán được lãi nhất, giống như iPhone ấy, lúc mới ra nó bán lãi nhất, nó càng về sau nó càng cái lợi nhuận nó càng giảm đi đấy. Thế thì sau khi mà mình tính toán ấy, làm xong cái nhà thông minh cho thầy ấy, là lúc đấy là hết là 124 triệu. Làm cái nhà thông minh hết 124 triệu. Mà mình đóng hết 108 triệu. Như vậy mình vẫn dư ra là được khoảng độ 6 triệu. À 16 triệu. Mình dư ra 16 triệu. Nhưng thực ra mình phải nhập vốn vào. Vốn mình nhập vào hết khoảng độ tầm hơn 50 triệu, 60 triệu gì đó. Mình nhập vốn vào khoảng độ hơn 60 triệu gì đó, vốn cả về thiết bị nhé, xong đó là cả tiền nhân công đến kia các thứ thì nó mới lên đấy. Còn nếu như mà chỉ có tiền thiết bị không ấy thì nó chỉ có khoảng độ chín mấy triệu, 100 triệu thôi, cộng với tiền nhân công ABC các thì nó mới lên đến phụ kiện các thứ này mới 124 triệu. Thì cuối cùng là mình đóng học phí là 108 triệu, nhưng thực ra mình đóng có bao nhiêu ạ? Đóng có 60 mấy triệu thôi. Câu chuyện này chưa bao giờ kể với ai, kể cả trong Zoom gà gáy hoặc là bất kể ở đâu, chưa bao giờ kể. Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời kể câu chuyện này cho anh chị em. Tức là cuối cùng là mình ạ, mình đóng cái khóa học đấy không phải 108 triệu mà chỉ có 60 mấy triệu thôi. Đó, bởi vì sao ạ? Mình đóng tiền cho thầy, xong rồi mình lại gì ạ? Mình lại thu tiền từ thầy. Thì tính ra là gì ạ? Là nó cũng là hòa. Đúng không? Đấy, và cuối cùng là mình đóng 108 triệu nhé. Sau đó thì vào trong cái cộng đồng đấy, tức là mình bắt đầu mình lại quen những cái người gọi là eagle, quen những cái người học viên trong đấy là eagle. Và sau đó thì làm sao, trong đấy có hai anh ấy làm nhà thông minh, thì trong đó có một cái anh là anh Cường bên MC Book á, Beast Book ấy, đấy là công ty mà xuất bản sách lớn thứ ba của Việt Nam, công ty tư nhân xuất bản sách tư nhân lớn thứ ba của Việt Nam. Thì anh ấy làm cái nhà thông minh của anh ở dưới chỗ 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 gần trường đại học công nghiệp. Thì cái tổng cái hợp đồng của anh Cường nó cũng khoảng độ hơn 300 triệu, 300-400 triệu gì đấy. Đấy, bởi vì nó làm theo nhiều giai đoạn. Thế mình bảo là lãi rồi. Đóng 100 triệu, nhưng mà thực tế mình bỏ ra có 64 triệu, 67 triệu gì đấy, không nhớ chính xác cái con số. Em cộng với cả gì ạ? Sau này ạ? Nhờ vào vào cộng đồng của thầy Long mà quen được anh Cường đấy. Và sau khi quen được anh Cường đấy, anh lại nhờ làm nhà thông minh. Và làm nhà thông minh đấy mình lãi được khoảng độ tầm hơn 100 triệu. Bởi vì là chỗ anh em bạn bè thì mình lại giảm giá xuống. Tức là mình không lấy nguyên giá, mình giảm giá xuống. Thì cuối cùng là cái công trình đấy nó khoảng độ 500 triệu gì đó, thì mình lãi được khoảng 100 triệu. Đấy, 400-500 triệu gì đó. Thì mình lãi được khoảng độ 100 triệu, hơn 100 triệu. Thế anh chị em thấy sao ạ? Cũng được cái chứ nhỉ, thế mình hoàn vốn rồi. Và thêm cái được nữa là gì ạ? À, mình học xong bao giờ gì ạ? Mình đi đào tạo, đi đào tạo lại, đào tạo đi đào tạo lại, đào tạo đi đào tạo lại, và mình trở thành một con người khác. À, mình có kiến thức mà mình có gì ạ? Có sự phát triển, mình có sự tư duy. Và may mắn cho mình đấy, tại sao mình nói là đấy là một cái quyết định rất là đúng đắn, và quyết định là gì ạ? Rất là đúng. Nếu như mà cái ngày đó mà mình không quyết định tham gia, mình không quyết định là thay đổi cuộc đời của mình ấy, mình không quyết định là thay đổi ấy, thì có lẽ đến bây giờ mình vẫn trở lại là cái thằng Huy giống như ngày xưa, vừa buồn vừa chán vừa gọi là tiêu cực mà chẳng có gì thay đổi cả, cũng chẳng dám đứng đây mà nói chuyện, ngồi đây mà nói chuyện với anh chị em để chia sẻ với anh chị em đó. Và cái câu chuyện này của Huy đó là gì ạ? Khi mà mình thực sự muốn ấy thì các nguồn lực nó tự nhiên nó đến. Tức là nguồn lực ở đây nó về tiền nhé. Tức là lúc đấy mình không có tiền, nhưng mà mình ra quyết định, sau đó thì tiền nó lại về. Nhưng mà nếu mà lúc đấy mình không ra quyết định thì làm sao ạ? Thì cũng chẳng có công trình của thầy Long, mà cũng chẳng có công trình của gì ạ? Của anh Cường kia. Anh em hiểu chỗ này không ạ? Nếu mà mình không quyết định tham gia vào Eagle thì mình có khi là cũng chẳng có cái gì cả. Mà thậm chí mình cũng chẳng học được cái điều gì cả, mà mình cũng chẳng quen được những người bạn tuyệt vời ở trong đó, cái môi trường ở trong đó. Thầy đã lọc hết những cái gì ạ? Những cái thằng gọi là vớ vẩn rồi, những cái thằng mà còn chưa chưa sẵn sàng thay đổi thì nó không dám bỏ tiền ra, còn những thằng dám bỏ tiền ra là những sẵn sàng thay đổi rồi. Và đấy là những cái thằng là gì ạ? Huy thường nói chuyện với anh chị em đó là gì ạ? Khi mà Huy tham gia ấy thì Huy trả lời câu hỏi là tại sao mình tham gia.
Không phải là vào đấy mình học được điều gì, mà vào đấy là gì ạ? Mình chơi với ai? Vào đấy mình chơi với ai? Thế mình chơi những cái người mà toàn trăm tỷ, nghìn tỷ thì sao? Tự nhiên cái tầm mình tăng lên, cái trí tuệ mình tăng lên, cái con người của mình nó tăng lên. Tự nhiên mình thấy máu hơn, tự nhiên mình kiếm được 10, 20 triệu một tháng thì mình cảm thấy xấu hổ. Và chính cái xấu hổ đấy cho nên mình phải gì ạ? Mình phải thay đổi. Nó tạo ra một cái áp lực để thay đổi. Không có áp lực thì không có kim cương. Đúng không ạ? Thế cho nên là gì ạ? À, Huy bảo là trong cái môi trường đấy toàn bọn điên. Bởi sao ạ? Bọn điên thì mới bỏ mấy trăm triệu ra đi học. Chứ chẳng thằng bình thường nào bỏ mấy trăm triệu đi học cả. Nhưng mà vấn đề ấy, mình thích điên giống như bọn nó. Bởi vì bọn điên đấy là sao? Bọn điên nó nhiều tiền. Anh chị em comment xuống này. Điên thì nhiều tiền. Hôm trước anh chị em thấy Huy bảo bạn Nguyễn Huệ làm gì ạ? Là gì ạ? Điên lên đi. Điên hết cỡ đi. Cái cỡ điên của em đến đâu thì tiền của em kiếm được tiền đấy. Bây giờ mình không dám điên, sao kiếm được tiền? Càng điên càng nhiều tiền. Đúng không ạ? Điên ở đây có nghĩa là nháy nháy, tức là gì ạ? Mình dám làm những thứ mà người khác không dám làm thì đấy là điên. Bây giờ anh chị em nào dám bôi mặt nhọ lồi các kiểu xong đi ngoài đường, lang thang ngoài đường không? Sợ gì? Xấu hổ gì? Huy đã từng làm việc đấy rồi. Tức là trong một cái chương trình, mình không nhớ cái chương trình gì ấy, sau đó nó có cái sự hóa trang ấy, sau đầu mình đi ra ngoài đường mình thử nghiệm, mình thử đi ngoài đường mới đầu ấy, mình nhìn thấy xung quanh nó cứ nhìn mình như thằng điên ấy. Sau đó mình để ý cái thằng nào nó nhìn mình lâu nhất nó khoảng 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, sau nó quay đi. Và nó quay đi thì nó chẳng nhớ mình là thằng nào, mà nó có biết tên mình không? Không biết. Nó biết mình là ai không? Không biết. Bởi vì sao ạ? Mình đã gì ạ? Mình đã gọi là trang trí, mình đã khóa trang rồi. Rồi ngoài đường mình đi đầy ngoài đường mình đâu biết họ là ai đâu, họ chẳng biết mình là ai. Thế họ đánh giá mình thì mình có chết không? Họ đánh giá mình có nghèo đi không? Họ đánh giá mình có gầy đi không? Đã kể mà nó đánh giá mình gầy đi thì chắc là bây giờ mình gầy nhiều lắm. Chẳng béo như này. Đúng không ạ? Thế là mình bắt đầu mình đối mặt với cái nỗi sợ của mình. Trước đây mình sợ nói chuyện trước đám đông, trước đây mình sợ không dám gì ạ, không dám thể hiện bản thân mình. Nhưng sau cái buổi cái lần đó thì mình thấy rằng hóa ra là nó gì ạ? Nó có nhìn mình thì nó gì ạ? Giống như mình nhìn nó thôi. Anh chị em tưởng tượng bây giờ nếu mà mình đi ngoài đường ấy, mình nhìn thấy một thằng mà gì ạ? Mà gọi là trang trí đầy mặt rồi tóc tai nó bù xù thế này thế kia. Mình đang đi đường này, mình ngó nó cái. Mình thấy một thằng này hâm mà. Xong mình quay lại mình đi được tiếp. Và vài giây sau thì làm sao ạ? Mình quên mất nó thôi. Thế thằng đấy nó xấu hổ hay không mình có biết không ạ? Chẳng biết. Mình có quan tâm không ạ? Chẳng quan tâm. Trong khi chúng ta làm sao ạ? Chúng ta nói một cái thì chúng ta sợ mọi người soi mình, sợ mọi người để ý mình. Xin lỗi, mình không phải là gọi là tâm điểm của vũ trụ để mọi người mất thời gian công sức để mà soi mình, để mà dành thời gian cho mình đâu. Các minh tinh màn ảnh thì họ gì ạ? Họ chỉ quan tâm một thời gian thôi. Giống như là cái câu chuyện mà Phương Oánh Oánh, Sắc Bình, rồi là kể cả là Vàng Anh, Vàng Em ngày xưa ấy. Rồi người ta cũng quên mà, người ta cũng lo cơm áo gạo tiền cuộc sống mà. Bây giờ thì là Vàng Anh, Vàng Em bây giờ vẫn cứ đi biểu diễn bình thường. Có sao đâu, đúng không? Rồi những vị scandal, những cái clip sex của mọi người các thứ là gì ạ? Là lúc đấy là rầm rộ lên. Và nhiều cô là gọi là tự kỷ luôn, thậm chí là gì ạ? Xấu hổ đến mức mà tự tử luôn ấy. Nhưng mà sao ạ? Có những người khác thì sao? Họ vẫn vượt qua, họ vẫn quay trở lại làng giải trí, họ vẫn gì ạ? Họ vẫn nhảy múa, họ vẫn sexy, họ vẫn gì xinh đẹp. Bởi vì sao ạ? Giờ thì cuộc đời của ai người đấy lo chứ. Họ làm sao lo được cuộc đời của mình. Vậy mà chúng ta không phải là những cái diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Thế mà chúng ta lại tưởng rằng là mọi người sẽ quan tâm đến mình nhá. Còn lâu ấy, không có chuyện đấy đâu. Đừng có mà mơ. Sợ mọi người đánh giá. Xin lỗi mọi người, chỉ mất có 3 giây để mà gì ạ? Để mà quan tâm đến bạn thôi. Mày cứ điên thế, điên nữa thì tao cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi vì là sao? Nó chẳng hơi đâu quan tâm đến. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là chúng ta thoải mái thể hiện cái con người của mình ra. Hãy sống thật với chính bản thân mình. Hãy điên thì nếu mà mình có thể, hãy điên đi. Bởi vì sao ạ? Điên thì nhiều tiền. Bao nhiêu anh chị em thích này? Điên thì nhiều tiền. Comment tôi phải. Điên thì nhiều tiền.
Anh chị em thấy Huy nói chuyện đào tạo này thì khác gì Huy đào Huy nói chuyện ở ngoài chị ngoài vỉa hè trà đá như nào thì Huy nói chuyện ở trong gì ạ, trong cái phòng Zoom đào tạo, mà Huy nói chuyện ở trên gì ạ, trên sân khấu nghìn người vẫn thế, sân khấu nghìn người thì vẫn nói chuyện kiểu này, mà ra trà đá thì vẫn nói chuyện kiểu này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy không sợ là mọi người đánh giá mình nữa. Huy mặc áo này thì Huy cũng không sợ mọi người chê cười mình nữa, mà Huy mặc áo vest thì Huy cũng không cảm thấy là nó gọi là nó oai hơn hay nó sang hơn nữa, bởi vì mình biết rõ mình là ai, mình biết rõ là mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt gì, và họ nhìn mình với ánh mắt gì thì nó không quan trọng với mình nữa, nó không ảnh hưởng đến mình nữa. Người ta có bảo là ông này ăn mặc vớ vẩn, lên thầy mà lên giảng mà ăn mặc áo phông như thế này không xứng đáng là thầy. Thì mình nghĩ sao? Thì cái thằng đấy nó không xứng đáng là trò thế thôi. Còn thằng nào mà nó quý mình thì mình mặc thế thì mặc không mặc nó vẫn thích mình nha. Đúng không nha? Cái người mà nó thích thì kể cả mình nói dở nó hay thì nó vẫn thích, còn cái người mà nó không thích thì kể cả nó hay thì nó hay thế nữa nó vẫn chẳng thích. Cho nên là gì ạ? Là anh chị em cứ thoải mái thể hiện cái bản thân mình ra. Đừng có ngại ngùng, đừng có xấu hổ làm gì cả. Ngại ngùng mình xấu hổ bắt đầu mình đứng lên bắt đầu mình run run kính 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 thưa 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 các quý 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 vị vị bảo biểu, trong khi ra ngoài thì chém gió như máy, thế mà lúc đứng lên phát biểu thì run như cầy sấy. Vì sao ạ? Vì mình sợ hãi, sợ người ta đánh giá, sợ người ta coi thường, sợ người ta soi. Đấy, khi là mình không sợ nữa thì mình sao ạ? Mình cứ triển nhiệt tình, mình có gì mình nói đấy, thế thôi. Và khi đấy là sao ạ? Khi đấy chẳng cần phải nhớ. Quý đào tạo anh chị em thấy có cần phải nhớ đâu, có cần phải chuẩn bị bài đâu. Cùng lắm thì gạch mấy cái đầu dòng thế là xong. Để mà đỡ bị gọi là quên bài thôi, chứ còn chẳng cần phải chuẩn bị bài, chẳng cần phải chuẩn bị ví dụ gì cả. Bởi vì sao? Mình nói chuyện trà đá như nào, mình nói chuyện trong Zoom y hệt thế. Thế cho nên là khi mà Huy đào tạo nó dễ lắm anh chị em. Ví dụ Zoom gà gáy ấy, là có những trường hợp mà Huy chữa cháy ấy, là chỉ cần là nhỉ? Anh ơi anh chịu đào tạo chủ đề nhé, ok 5 phút lên mic nói luôn, không cần gọi là chuẩn bị bài vẫn nói được. Bởi vì sao ạ? Mình nói bằng cái bản năng của mình, bằng cái tiềm thức của mình. Tất nhiên là bên trong của mình nó phải có cái trí tuệ, bên trong của mình nó phải có cái kiến thức rồi thì mình mới nói được, chứ không phải tự nhiên mình nói được. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà ở đây ý là mình không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình linh hoạt, bởi mình luôn luôn linh hoạt. À, mới đầu mình nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ giảng cái này, mình sẽ lấy ví dụ này này. Nhưng mà thực tế lúc mà vào giảng ấy thì mình không lấy ví dụ đó. Nhưng làm sao ạ? Nhưng mà nó vẫn phù hợp và mọi người vẫn thích, thế là được. Có rất nhiều lần ấy, là Huy chuẩn bị bài như này, hoặc là hỏi Thu Hà xem, Thu Hà vừa rồi, hoặc là tí nữa, hoặc là mai ngày kia gì đấy mà chuẩn bị cái bài mà cái gì đấy, nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện ấy. Có phải là mình chuẩn bị rất nhiều những câu chuyện để mình kể không, đến lúc mà mình lên mic mình giảng ấy mình quên mẹ gần hết đúng không? Đúng không Thu à? Đúng Mình thầy ạ. đấy, thấy chưa? Cho nên là gì ạ? Là mình linh hoạt trong cái gì ạ? Trong cái môi trường linh hoạt. Đó. Cái việc đấy hoàn toàn bình thường mà. Nhưng mà cuối cùng là sao ạ? Cuối cùng mọi người vẫn khen, mọi người vẫn thích, mọi người vẫn thấy hay, thế là được đúng không? Ok không? Đấy, thế là được rồi anh chị em. Anh chị em nếu mà thấy được cái comment là được cái không nào? Thích hay comment phát nào. Nếu mà thấy cái phong cách Huy đào tạo Huy chia sẻ mà anh chị em cảm thấy gần gũi, dễ dễ hiểu, dễ vào, những cái ví dụ nó đơn giản, gọi là dễ hiểu, hoặc là thấy hay thì anh chị em comment này. Được rồi. Nếu mà được thì comment, được hay thì comment là hay rồi. Đấy, thế thôi, có gì đâu. Mình cũng vậy thôi nhá. Rồi. Cái tư duy số 8 đó là muốn hiểu thì phải hành động. Rất nhiều người nói rằng là gì ạ? Tôi không hiểu điều này, tôi không hiểu điều kia, tôi học mãi mà không giỏi được. Rồi là ví dụ như là có rất nhiều người bảo là tôi không biết là nó có tốt không, sản phẩm đấy nó có tốt không. Mà muốn biết sản phẩm tốt không thì xong mà sử dụng thì biết ngay cái gì đâu mà. Rồi muốn biết là nó tốt hay không thì phải gì ạ? Hành động xem, là phải tìm kiếm xem, search xem, nghiên cứu xem cái sản phẩm đấy nó tốt như thế nào, mình phải tìm hiểu, mình phải hành động thì mới biết được chứ. Bây giờ muốn biết thì cứ ngồi nghĩ xong đầu mà khó thế này thế kia, lấy đâu ra, đúng không ạ? Có nhiều người bảo là
không biết là tôi có làm được không. Muốn biết làm được hay không thì xông vào làm thì mới biết được chứ. Ngồi mà nghĩ sao làm được. Không có nhờ người bảo không biết sản phẩm này liệu có bán được không nhỉ. Nhưng muốn bán được không thì nhảy vào bán thì mới biết được chứ. Ngồi mà nghĩ làm sao làm được. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Bây giờ ấy, là cái tốc độ làm việc, tốc độ hành động của mình ấy, là mình nghĩ là làm luôn. Sau đó là gì ạ? Mình đo lường từ thực tế. Thực tế kết quả mới thứ là thứ duy nhất để là đo lường là được hay không được. Đấy. Cho nên là muốn biết thì phải xông vào hành động. Muốn biết thì phải làm. Được không ạ? Đấy. Đừng nghĩ nữa. Chúng ta là có cái tật là nghĩ nhiều quá. Và sợ hành động, sợ sai. Đó. Tất nhiên có một số người nhóm D thì là hành động nhiều quá mà quên không việc là không có cái thời gian để mà nghĩ. Thì có trường hợp đấy không ạ? Có. Nhưng mà chính những thằng đấy là thằng thành công, chính những thằng đấy là thằng giàu. Anh chị cứ để ý mà xem. Những cái thằng nhóm D thường là thằng là gì ạ? Là có kiếm được nhiều tiền hơn so với cái mấy thằng nhóm S. Mấy thằng nhóm S thường là gì ạ? Thường là nghèo, thường là ít tiền. Mà lại hay nghĩ, lại hay lý sự. Còn cái thằng nhóm D là gì ạ? Nó hành động, nó làm, không nói nhiều. Lý thuyết, tập trung hành động luôn. Tuy nhiên thì nếu mà nó cứ gọi là hữu dũng vô mưu ấy, thì làm sao ạ? Thì chết sớm. Đấy, thì làm sao ạ? Thì có thành công nhưng mà gì ạ? Không giữ được cái thành công đấy. Và những thằng đấy sau thời gian thì bắt đầu nó gì ạ? Nó sẽ phải học để nó chậm đi. Còn những cái ông mà chậm sẵn rồi sao ạ? Học để nhanh lên. Đúng không ạ? Đấy. Giống như là chúng ta học DISC ấy. Nếu mà mình chậm thì phải học cái tính cách của thằng nhanh. Nếu mà mình nhanh thì phải học cái tính cách của thằng chậm. Để cho mình gì ạ? Mình trở nên toàn vẹn. Không phải là hữu dũng vô mưu nữa. Mà gì ạ? Văn võ song toàn. Ok không anh chị em? Mình phải trở thành văn võ song toàn. Đấy. Cho nên bây giờ ấy. Có người nào mà bảo là em không biết cái này, em không biết cái kia, không tin cái này, không tin cái kia. Nếu mà mình muốn biết thì làm sao ạ? Xông vào mà làm thôi. Còn nếu mà mình chưa làm chỉ đơn giản là gì ạ? Là mình không muốn biết nó. Rất nhiều người bảo em muốn thành công, em muốn giàu có, em muốn thay đổi. Nhưng bảo làm bài tập thì không làm. Bảo là gì ạ? Làm cống hiến đi thì không làm. Bảo là gì ạ? Tìm hiểu đi thì không tìm hiểu. Hỏi cái gì cũng không biết. Đấy, hỏi lên ID biết không, hỏi lên website biết không, không biết. Thế mà cứ bảo là gì ạ? Muốn à? Muốn thì mà không chịu làm sao biết. Học cả đời cũng chẳng biết được. Người ta bảo là gì ạ? Cái người mà phụ lái, tức là cái người soát vé ở trên xe buýt ấy, thì họ ở bên cạnh ông tài xế đó, họ nhìn ông tài xế đó, họ nghe ông tài xế đó dạy về cách lái xe, nhưng cả đời họ vẫn không biết lái xe buýt. Cái người soát vé trên cái chuyến xe buýt ấy, thì cả đời họ vẫn không biết lái xe buýt. Mặc dù hàng ngày họ đi xe buýt, hàng ngày họ ngồi bên cạnh ông tài xế, hàng ngày họ được ông tài xế dạy cách lái xe buýt, nhưng mà mãi mãi họ không biết lái xe buýt. Bởi vì sao ạ? Họ không ngồi thử vào ghế lái để họ bắt đầu gì ạ? Bắt đầu lái thì họ không bao giờ lái được. Giống như anh chị em mà đi học lái xe ấy, mình học lý thuyết trời bể đến 10 điểm, 10 trên 10 điểm lý thuyết, 30 trên 30 điểm lý thuyết, nhưng mà gì ạ? Là chúng ta không ngồi lên vào cái vô lăng để chúng ta lái, là côn ra ga vào như nào, đạp phanh lúc nào, chỗ nào thì rẽ, chỗ nào xi nhan ấy, là không bối rối, không gọi là sai sót ấy, thì không bao giờ biết được. Việc của chúng ta đó là xông vào làm thôi. Làm thì mới biết được, còn không làm thì còn lâu mới biết được. Ngày hôm nay anh chị em học như vậy mà không làm bài tập, không thực hành ấy, còn lâu mới hiểu được. Mà không thực hành một cách nghiêm túc cũng còn lâu mới hiểu được. Bao nhiêu anh chị em là sau khi cái khóa này kết thúc thì chúng ta vẫn tiếp tục là gì ạ? Duy trì cái thói quen đọc cái tuyên bố và làm những cái bài tập mà Huy hướng dẫn thì comment tôi phát ạ. Rất nhiều người làm cho nó có làm đối phó, Huy biết hết mà, làm đối phó, đọc cũng đối phó. Khi mà mình đọc cái tuyên bố là mình đọc, nó phải có một cái tâm mình để vào đấy. Đọc với một cái sự mạnh mẽ, cái sự tin tưởng. Đọc mà không tin thì cũng không hiệu quả lắm đâu. Ok ạ? Rồi. Cái tư duy số 9 đó là năng lượng tuôn chảy vào nơi có sự tập trung. Nơi nào mà có sự tập trung thì năng lượng sẽ tuôn vào đấy. Người ta bảo là gì ạ? Bạn tập trung vào đâu thì tiền của bạn vào đấy.
Nơi mà bạn tập trung thì đấy là sự nghiệp của bạn ở đó. Đấy. Cho nên nếu bạn muốn kiếm tiền thì bạn phải tập trung vào tiền. Nếu bạn có sức khỏe thì phải tập trung vào sức khỏe. Muốn bạn tập trung vào mối quan hệ, vào hôn nhân, gia đình thì bạn tập trung vào cái nơi mà bạn muốn. Được chưa? Tập trung vào chỗ nào thì bạn có kết quả ở đó. Ví dụ như này, nếu bạn muốn kiếm tiền ở Junet thì bạn phải tập trung vào Junet. Nếu mà bạn muốn kiếm tiền ở chỗ khác thì phải tập trung vào chỗ khác. Chỗ nào có sự tập trung thì chỗ đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nở ra, nó sẽ rộng ra, nó sẽ to ra, nó sẽ lớn hơn, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhiều hơn. Tập trung vào chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ nở ra, nó sẽ nhiều hơn. Đúng không ạ? Đấy, cho nên sức mạnh của sự tập trung và năng lượng sẽ tuôn chảy vào nơi có sự tập trung. Mỗi khi nào chúng ta tập trung ấy, thì chúng ta sẽ có năng nguồn năng lượng vô tận. Và cái nguồn năng lượng vô tận đó nó chính là gì ạ? Nó chính là những cái nguồn lực mà chúng ta còn thiếu ở trong cuộc sống. Và khi mà chúng ta tập trung thực sự mạnh mẽ thì chúng ta sẽ làm được mọi thứ. Đúng không ạ? Vì vậy, hãy tập trung vào những thứ quan trọng. Và chúng ta biết rồi, có những thứ quan trọng là tiền bạc, thời gian, sức khỏe, mối quan hệ, trí tuệ và cảm xúc của mình. Hãy tập trung để mà rèn giũa những cái thứ đó. Ok không anh chị em? Rồi, cái tư duy xuất chúng tiếp theo đó là sẵn sàng bắn sau ngắm. À, cái này cũng là một trong cái tư duy mà rất là thú vị. Đó là gì ạ? Đôi khi chúng ta nghĩ nhiều quá cho nên chúng ta không dám làm. Bây giờ là gì ạ? Bây giờ là chúng ta cứ ngồi ngắm mãi mà chúng ta không bán, không bắn thì làm sao ạ? Thì nó không kết quả. Nhưng việc của chúng ta đây là bắn bòm phát, sau đó chúng ta chỉnh. À, bắn lệch sang trái rồi, bây giờ chỉnh sang phải thì bắn bòm phát nữa. À, nó hơi lệch xuống dưới, chỉnh lên trên tí, bắn bòm cái. À, nó lại hơi quá rồi, xuống dưới một tí, bắn bòm cái. Đấy, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái cách để mà chúng ta nhanh chóng hơn trong cái việc mà đạt được cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình đó là bắn trúng cái điểm hồng tâm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ngắm mãi mà chúng ta không bắn thì làm sao ạ? Thì sẽ bị chậm. Và thời đại này là thời đại cá nhanh thắng cá chậm, chứ không phải là cá to thắng cá bé nữa. Chúng ta có thể ít tiền nhưng hoàn toàn chúng có thể thắng những cái ông lớn bằng cách là chúng ta hành động nhanh hơn. Tất cả mọi thứ chúng ta hành động nhanh hơn, nói nhanh hơn, ăn nhanh hơn, ngủ nhanh hơn, tất cả mọi thứ nhanh hơn. Đúng không ạ? Đi lại nhanh hơn thì chúng ta sẽ rèn luyện được cái tính cách của nhóm D, suy nghĩ nhanh hơn, hành động nhanh hơn thì chúng ta sẽ có kết quả nhanh hơn. Tất cả mọi thứ chúng hãy làm thật là nhanh. Định làm cái gì đó thì làm thật là nhanh. Đúng không ạ? Định mời hai khách trong ngày hôm nay thì sáng nay làm xong luôn đi. Trước khi tại sao Huy đặt cái lịch là 9:30 mới vào Zoom, bởi vì sao ạ? Bởi vì anh chị em có giờ sáng từ 7 giờ sáng cho đến 9:30 sáng để giải quyết tất cả các công việc trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thay vì chúng ta kéo dài ra cả mất cả buổi sáng thì hãy tranh thủ hoàn thành những cái công việc nào mình cần phải làm trong buổi sáng ngày hôm nay đi. Hoàn thành trước đi. Đấy, đấy là lý do tại sao để cái lịch học tập là nó gì ạ? Nó hơi muộn như vậy. Để là gì ạ? Chúng ta có thời gian chúng ta xử lý tất cả những cái việc cần tồn đọng trong buổi sáng làm hết đi. Đấy, được không ạ? Tất cả mọi thứ làm thật nhanh. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo. Cái tư duy xuất chúng số 11. Đó là tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Về cuộc đời tôi tức là tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh tôi. Kể cả về cảm xúc của tôi, kể cả con cái của tôi, kể gia đình của tôi, bố mẹ của tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất. Đúng không ạ? Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm. Còn nếu như mà mình cứ nghĩ rằng à mình không làm thằng kia nó làm ấy, thì tự nhiên là mình lại thờ ơ. Ví dụ như này, trong cái phòng Zoom ngày hôm nay, nếu như mà cái thằng MC nó không xuất hiện ấy, thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về cái gì ạ? Cái việc mà MC. Giống như hôm trước mà đi đi Thái Lan ấy, thì khi mà mọi người vào phòng đấy và không có ai phân công cả, bởi vì là rất nhiều đội nhóm. Thế làm sao ạ? À, bạn Hoàng Lan, bạn ấy chủ động, bạn đứng lên, bạn làm MC luôn. Chẳng có ai giao, chẳng có ai nói cả. Và sau đó thì bạn được cổ vũ, được ủng hộ rất là nhiệt tình. Cũng chẳng ai là chê cười là gì ạ? Cái con này lanh chanh, sau đó lại là vớ vẩn. Ai cho phép mày đứng lên rồi thế này thế kia? Không, họ không nghĩ như vậy. Mà họ nghĩ sao ạ? À, tôi chịu trách nhiệm về cái việc này. Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc này. Và khi là mình là người duy nhất chịu trách nhiệm rồi ấy, thì mình không còn đổ lỗi cho ai nữa. Mình đã nghe chốt chặn cuối cùng rồi.
không còn ai để mình đổ lỗi, không còn ai để mình trông chờ, không còn ai để mà mình dựa dẫm nữa. Thì khi đó ấy, mình sẽ có sức mạnh cực kỳ to lớn. Và khi đó thì mình sẽ chủ động trong công việc, khi đó thì mình sẽ làm được những cái công việc mà trước giờ mình chưa làm được. Và mình phải làm những thứ mà mình chưa làm thì mình mới có những thứ mình chưa có. Đúng không anh chị? Còn nếu mà mình cứ dựa dẫm mà mình cứ nghĩ rằng là ơi mình không làm thì đứa khác cũng làm, chẳng phải việc của mình. Thì thế là gì ạ? Đấy là tư duy của những cái kẻ thất bại. Tư duy của những người thành công và những người xuất chúng đó là gì ạ? Họ luôn luôn chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của họ. Thay vì là họ bảo cái phòng Zoom gì mà chẳng có MC rồi là chán, nản này, cái ông chủ giảng gì mà thế này thế kia. Mày không thích ông chủ giảng, mày đứng lên làm chủ giảng đấy. Huy là như vậy đấy. Huy đi học, Huy không thích cái thằng thầy đấy. Cho nên là gì ạ? Huy đứng lên, Huy làm thầy luôn. Huy chia sẻ cái câu chuyện là Huy đi học cái ông Rick Dedlock rồi đúng không ạ? Đấy. Cái đoạn này mà lên mạng là phải xóa đi cái tên của ông ấy. Không là nó vi phạm bản quyền. Ê, mình không thích cái ông đấy. Ê, mình không thích ông đấy. Thì mình lúc cái hồi đấy là mình gọi là mình tiêu cực. Mình chửi, mình mắng. Thế này mà cũng kiếm được tiền, thế này mà cũng bán được hàng. Sau đó mình lại biến cái bài đấy, biến cái điều đấy thành một cái bài học tích cực. À, mình bảo là gì ạ? Nó nói dở như thế mà nó vẫn còn bán được hàng. Mà mình nói hay hơn mà mình không bán được. Thế là mình nhục, mình kém. Thế là mình phải đứng lên thôi. Mình phải chia sẻ thôi. Và lúc mà mình chia sẻ, mình mới thấy là gì ạ? Chia sẻ không hề dễ một tí nào. Nhưng mà mình tin rằng mình làm được. Thế là mình cứ làm thôi. Đấy. Và cuối cùng thì mình cũng làm được. Ok không ạ? Rồi mình cũng làm được. Đấy. Cái việc của mình đó là gì ạ? Là làm thôi. Làm xong bắt đầu chỉnh. Chứ không phải là chỉnh nhưng mà làm. Chỉnh mãi cuối cùng vẫn không làm được đâu. Học mãi. Khi nào tôi học xong thì bắt đầu tôi mới làm. Không. Mình phải vừa làm vừa học. Vừa làm vừa mới có bài học được. Chứ đừng đợi là phải ngắm xong bắt đầu mới bắn được. Bắn xong bắt đầu ngắm tiếp. Đúng không ạ? Sẵn sàng. Bắn rồi ngắm. Đúng không ạ? Và tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất về tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh tôi, cuộc đời tôi. Đấy. Chịu trách nhiệm tức là không phải đổ lỗi cho bản thân mình, mà chịu trách nhiệm tức là gì ạ? Tôi là người chịu trách nhiệm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm để sửa đổi những cái sai lầm của tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm về những cái suy nghĩ tiêu cực của tôi. Để mà gì ạ? Để mà thay đổi cái suy nghĩ đó, để mà gì ạ? Trở nên thành cái người suy nghĩ tích cực. Chứ không phải chịu trách nhiệm là ôi lỗi của tôi là cái kẻ kém cỏi, tôi là kẻ thế này, tôi là thế này kia, xong rồi buồn phiền chán nản, xong rồi thất vọng, xong rồi là gì ạ? Khép mình lại, xong rồi nhút nhát, xong rồi sợ hãi, xong rồi là gì ạ? Nghi ngờ. Thì đấy không phải là cái sự chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm đó là gì ạ? Là phải đứng dậy để mà gì ạ? Để mà đối mặt với nó, thì đấy mới là chịu trách nhiệm. Ok không ạ? Rồi. Cái suy nghĩ tư duy xuất chúng số 12 đó là bản đồ không phải lãnh thổ. Bản đồ không phải lãnh thổ. À, khi mà chúng ta học NLP chúng ta sẽ nghe đến cái thuật ngữ này. Mỗi con người chúng ta sẽ có một cái mục tiêu riêng và chúng ta sẽ có một cái mục tiêu chúng ta đi từ điểm A đến điểm B. Đúng không ạ? Ở trên cái bản đồ anh chị em thấy là chúng ta đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng mà gì ạ? Đang nói về nghĩa đen nhé. Cái nghĩa đen đó là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy cái bản đồ nước Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta có cái bản đồ nước Việt Nam đúng không ạ? Nhưng đó không phải lãnh thổ của chúng ta. Nó không phải là gì ạ? Lãnh địa của chúng ta. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy nó thôi. Đúng không ạ? Tức là những thứ mà chúng ta nhìn thấy và những thứ mà trên thực tế này nó khác nhau. Nó khác nhau. Và tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy ấy, thì nó là gì ạ? Nó đều trải qua cái bộ lọc đến vào mắt chúng ta. Mắt chúng ta nhìn thấy cái màu này màu cam. Đúng không ạ? Nhưng mà trên cái tivi, cái màn hình đen trắng ấy thì nó lại gì ạ? Nó lại cái màu xám xám. Ở trên cái màn hình mà có thể cái màn hình mà anh chị em nó bị nhiễu hoặc nó bị mờ ấy, thì cái màu này nó sang màu đỏ. Thế một số cái màn hình nó lại sang màu gì ạ? Nó sang màu vàng. Một số cái màn hình nó lại sang màu đen. Thế này mình bảo đấy là màu đỏ, có thằng bảo đấy là màu đen, có thằng bảo đấy là màu cam, có thằng bảo đấy là màu vàng. Thế cuối cùng nó là màu gì? Thực ra nó là màu gì thì không ai biết đâu anh chị. Bởi vì sao? Mỗi người họ sẽ nhìn với một cái con mắt khác nhau. Và mỗi người chúng ta có một cái bộ lọc khác nhau. Và chính cái bộ lọc đấy chính là cái bản đồ ở bên trong chúng ta. Cái bản đồ để giúp chúng ta dẫn đường để đi đến cái mục tiêu của mình. Và mỗi người sẽ có một cái bản đồ khác nhau.
đúng không ạ? Để chúng ta đi từ cái việc mà kiếm được 10 triệu lên kiếm được 100 triệu thì chúng ta cần có một cái bản đồ. Và bản đồ này chính là những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái hành động và những cái gì ạ? Những cái niềm tin của chúng ta. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Là chúng ta phải thường xuyên bổ sung những cái thông tin và cái bản đồ. Bởi vì có những cái người ấy, thì có cái bản đồ rất là chi tiết. Cho nên họ đi từng bước, là họ biết chỗ này nó có hố, họ biết chỗ này có bom, họ biết chỗ này có quái vật, họ biết chỗ này có nguy hiểm, họ biết chỗ này là phải rẽ, họ biết chỗ này là phải đường cong, họ biết chỗ này là phải phải neo. Tức là cái bản đồ của họ rất là chi tiết, rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Còn có những người ấy, bản đồ rất là gì ạ? Sơ sài. Ví dụ như là giống như bạn Trần Hương nhỉ? Bây giờ bản đồ để đi đến tương lai của bạn rất là sơ sài. Có đúng không ạ? Bởi vì những cái kiến thức bạn biết nó rất là ít. Thế thì việc của mình ấy đó là gì ạ? Là thường xuyên bổ sung những cái thông tin, những cái trải nghiệm vào trong cái bản đồ đó. Mỗi lần chúng ta trải nghiệm một cái điều gì đó mới mẻ là chúng ta đang bổ sung vào cái bản đồ cuộc đời chúng ta một cái điều gì đó. Đấy là lý do khi mà Huy thiết kế cái chương trình du lịch cho anh chị em đi Thái Lan ấy, là Huy có cái chương trình gọi là gì ạ? Những cái show diễn Simon Cabaret, đó là gì ạ? Một cái show diễn vô cùng đặc sắc tuyệt vời. Và có rất nhiều người trong đoàn đó, thực ra là 100% những người trong đoàn đó chưa từng tham gia một cái show diễn nào trước đấy. Giống như vậy. Và họ rất là ngạc nhiên, họ rất là cảm thấy thú vị và họ cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng với cái show diễn đó. Thì cái điều đấy nó có ý nghĩa gì không ạ? À, nó có ý nghĩa bởi vì sao ạ? Chúng ta đang bổ sung vào cái gì ạ? Cái bản đồ của mình thêm một cái dấu mốc nữa. Để chúng ta có tăng lên sự trải nghiệm, tăng sự hiểu biết của mình lên. Và nếu như mà cái bản đồ của mình nó càng có nhiều cái sự hiểu biết, càng nhiều cái trải nghiệm, thì chúng ta càng đi được xa, càng đi được dài. Và càng dễ dàng thành công, càng biết đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta dò đường này một tí, dò đường chỗ kia một tí, dò đường chỗ này một tí. Thì chúng ta biết đường này không đúng, đường này không đúng, thì phải đi đường này. Nhưng mà chúng ta không có những trải nghiệm thì làm sao ạ? Thì chúng ta tiếp tục cứ đi dò đường, đi dò đường, đi dò đường. Có những người đi dò đường cuối đường, cuối đời mà vẫn không vẽ cho mình được cái bản đồ. Cho nên là sao ạ? Cho nên họ thất bại. Nên là việc của chúng ta đó là liên tục vẽ cho mình cái bản đồ. Cái bản đồ ở đây nó được dẫn dắt bởi những cái bài học tích cực. Cho nên là cái gọi là tư duy xuất chúng số mấy đấy, đó là gì ạ? Là không có sự thất bại, luôn luôn là những cái phản hồi ấy. Và luôn luôn có những cái gì ạ? Những cái chủ đích tích cực trong tất cả các cái vấn đề mà chúng ta gặp ấy. Thì đấy chính là gì ạ? Đấy, mỗi lần chúng ta học được bài học là chúng ta đang đánh dấu một cái điểm ở trên bản đồ của chúng ta. Và để mà chúng ta đi đến cái thành công thực sự mà chúng ta mong muốn thì chúng ta phải hoàn thiện cái bản đồ của mình càng sớm càng tốt. Có những người làm sao ạ? Họ may mắn họ đi phát đúng đường luôn anh chị em ạ. Có không? Có những người họ may mắn đi phát đúng đường luôn, thành công rất nhanh. Nhưng mà đến cái điểm đấy rồi thì làm sao ạ? Họ không có một cái thông tin gì điểm đấy. Ví dụ có những người tự nhiên họ rất là trẻ, bùng phát họ kiếm được mấy chục tỷ hoặc mấy tỷ, họ thành công rất là nhanh. Và đến cái điểm đó thì họ lại không hề có một cái chỉ dẫn, là họ không ngồi có một cái gì à, hướng dẫn nào cả. Và khi đó thì làm sao ạ? Họ quay lại, hóa ra họ đi may mắn, họ đi đúng đường. Bởi vì có rất nhiều người có rất nhiều con đường mà họ cứ chọn đi thôi, đi bừa thôi. Có người đi sai, có người đi đúng. Và có thằng đi đúng thì nó thành công, mình nhìn nó rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà thực ra nó cũng chẳng hiểu tại sao nó thành công đâu, đúng không ạ? Đấy. Và những người đi sai ấy, thì mới hiểu là tại sao mình thất bại. Nhưng mà chỉ những người nào mà học được cái bài học tích cực thôi. Tức là điền vào những cái bản đồ của mình những cái con số thôi. Còn nếu như mình đi cái con đường đấy rồi mà mình vẫn không đánh dấu vào bản đồ của mình, ngày hôm sau mình đi, mình vẫn thấy là cái bản đồ nó trống trơn. Và mình bắt đầu lại đi lại con đường đó, và bắt đầu nó lại sai. Và bắt đầu mình quay lại mà mình không đánh dấu vào bản đồ. Ngày hôm sau mình đi, mình thấy tất cả con đường nó đều giống nhau và mình lại đi vào con đường đó, nó lại sai tiếp. Tức là gì ạ? Cái lỗi nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bởi vì sao? Bởi vì không chịu học cái bài học tích cực mà nó mang lại đến cho mình. Tức là mình không chịu điền vào trong cái bản đồ của mình, đúng không ạ? Cho nên cái bản đồ của những người này nó sẽ khác bản đồ của người kia. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Phải trải nghiệm và gì ạ? Điền vào trong bản đồ của mình những cái bài học tích cực. Những cái trải nghiệm giúp chúng ta có những cái bài học tích cực. Trải nghiệm tốt thì chúng ta vui, trải nghiệm buồn thì chúng ta có bài học. Thế thôi, đúng không ạ? Việc của mình là có nhiều trải nghiệm để có nhiều cái điều để chúng ta điền vào. Đấy.
mỗi một cái chúng ta điền vào đó là chúng ta rút ra được bài học, thì chúng ta điền vào trong cái bản đồ chúng ta một cái dấu mốc. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không có bài học ấy, thì xin lỗi là bản đồ của chúng ta đến cuối đời vẫn khi là vẫn hoang sơ, giống như là giống như như cái sa mạc ấy, tức là nó chẳng có cái gì ở trên đấy cả. Và chúng ta vẫn cứ gì ạ, vẫn cứ làm sai, vẫn cứ nóng giận, vẫn cứ cáu kỉnh, vẫn cứ buồn phiền, vẫn cứ đau khổ. Đấy, đấy là lý do tại sao có rất nhiều người già rồi mà vẫn còn dại, già rồi mà vẫn còn như trẻ con, vẫn còn suy nghĩ rất là ấu trĩ. Thì đấy là cái lý do là họ không chịu điền vào cái bản đồ của họ. Và tại sao nó là bản đồ, nó không phải lãnh thổ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không phải là những cái gì thực tế đang diễn ra ở ngoài kia, mà nó chỉ là cái phản ánh ở bên trong của mình thôi. Và việc của mình đó là gì ạ? Phải dò đường. Đấy. Và tin vào những cái gì mình đang gì ạ? Mình đang có. Tin vào những cái gì mình đang gì ạ? Trải nghiệm. Đồng thời mình tin rằng tất cả những trải nghiệm đó nó chỉ là trải nghiệm của bản thân mình mà thôi. Mình không nên áp đặt cái trải nghiệm đó cho người khác. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo. Tâm, thân, trí là một thể thống nhất. Để mà phát triển bản thân, anh chị em đã được học rồi. Đó là gì ạ? Chúng ta là có ba cái con người. Một cái con người vật lý là máu, thịt, là xương. Đấy. Là cái con người vật lý. Cái con người thứ hai là cái con người tâm hồn. Là cái tâm hồn, cái linh hồn của chúng ta. Đúng không ạ? Là cái thứ, cái nguồn năng lượng vĩnh cửu. Đấy. Và cái thứ ba, đấy là cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta chính là cái trí tuệ của mình. Chúng ta chính là linh hồn của mình. Chúng ta, ví dụ như là anh Huy là một người rất giỏi. Đấy, ví dụ thế. Thì, ví dụ như hỏi là tôi là ai? Người ta đi tìm cái câu trả lời tôi là ai? Đấy, thì tôi là gì ạ? Tôi là người giỏi trong lĩnh vực toán học. Đấy. Hoặc là tôi là giỏi trong người diễn thuyết. Ừ. Hoặc là tôi là người khỏe mạnh. Đúng không ạ? Hoặc là tôi là người hạnh phúc. Thì đấy là khẳng định tôi là ai. Đúng không ạ? Tôi là người vui vẻ. Thì đấy là gì ạ? Là tôi là ai? Thế thì tôi là tổng hòa của ba cái yếu tố đấy. Nó không phải là một trong ba yếu tố mà là cả ba yếu tố. Và ba yếu tố này đấy, nó sẽ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Không bao giờ nó tách rời nhau hết. Không thể nào có một cái tinh thần minh mẫn ở trong một cái cơ thể mà gì ạ? Mà suy nhược được. Cho nên chúng ta cần phải phát huy, phát triển cả ba yếu tố đấy cùng một lúc. Đó. Gìn giữ cái sức khỏe của mình, rèn luyện cái tâm hồn của mình và nâng cao cái trí tuệ của mình. Phát triển cả ba cái thứ này song song cùng một lúc. Đừng để một cái thứ mà nó phát triển, còn những cái thứ khác mà nó đã đi xuống, thì cái đấy là nguy hiểm. Đúng không ạ? Bởi vì khi đó thì chúng ta cũng không phát triển ở đâu. Ví dụ chúng ta muốn phát triển trí tuệ chẳng hạn. Chúng ta càng học nhiều thì chúng ta càng phải gì ạ? Càng phải tập thể dục nhiều. Tất nhiên chúng ta cũng đừng có quá tập thể dục mà gọi là quá đầu tư vào cơ bắp đến lúc đến nỗi mà gì ạ mà quên đi cái việc mà rèn luyện về trí tuệ, người ta gọi là đầu gì ạ cái gì đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tức là gì ạ, mình tập trung quá vào một thứ thì nó dẫn đến là cái việc mà gì ạ là những cái thứ khác nó bị suy nhược đi, thì cái đấy không tốt. Mình giờ quá tập trung vào việc học tập, mình đọc sách cả ngày, ngồi đọc sách và gì ạ, và không chịu tập luyện thể thao, rồi đến một lúc nào đó thì cái trí tuệ của mình nó sẽ đi xuống. Nếu mà mình là hữu dũng vô mưu, là đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy, thì cái tứ chi đấy nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, nó cũng không giúp mình kiếm được tiền, mình không giúp mình thành công hơn, không giúp mình khỏe mạnh hơn. Mình tưởng là khỏe mạnh nhưng mà là gì ạ, nhưng mà lại thành sai. Tức là mình tập luyện mà không có trí tuệ áp dụng vào, mình tập nó sai, tập sai lúc sau là gì ạ, hỏng hết cả cơ, rồi là gì ạ, chấn thương về các cái thể thao ấy. Bởi vì sao ạ, mình rèn luyện mà mình lại không có trí tuệ, mình không biết đâu là đúng đâu là sai, thì làm sao ạ, thì nó lại thành hại đó. Cho nên là tâm, thân, trí là một thể thống nhất, chúng ta nâng cả ba cái yếu tố đấy lên cùng một lúc và để cho nó gì ạ, hỗ trợ bổ trợ cho nhau đó. Và khi mà chúng ta hiểu điều này rồi thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Và đây là những cái chìa khóa, đây là những cái tư duy để chúng ta áp dụng vào, để chúng ta xử lý tất cả những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống. Bất kể khi nào chúng ta gặp vấn đề gì đó, chúng ta nhớ lại xem những cái thứ mà chúng ta đã được học, xem là chúng ta nên hành động như nào để đúng với những cái chìa khóa này. Chúng ta chỉ cần làm đúng những cái chìa khóa này thôi, thì Huy tin rằng tất cả những vấn đề trong cuộc sống anh chị em chúng ta gặp phải, nó đều dễ dàng. Mình đều tìm ra giải pháp, tìm ra cách làm một cách đơn giản. Chỉ cần chúng ta nhớ những cái yếu tố này. Và đôi khi là gì ạ, mình phải học thuộc lòng.
mình phải học thuộc lòng tất cả những cái chìa khóa này, đúng không ạ? Đấy, học thuộc lòng rất quan trọng. Mình đọc đi đọc lại những cái điều này. Và một cái bài tập mà mình muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ? Là đọc cái bài này, đọc 13 cái chìa khóa này ít nhất là 5 lần. Quay video lại, quay video đọc lại 5 lần tất cả các chìa khóa này, được không anh chị em? MC viết xuống giúp Huy cái bài tập nhé. Đó là gì ạ? Đọc 5 lần, quay video đọc 5 lần tất cả những cái yếu tố này để làm gì ạ? Để mình tạo ra sự lặp đi lặp lại. Mình lặp đi lặp lại thì sao? Mình nhớ mà không cần phải cố gắng, đúng không ạ? Mình nhớ mà không cần cố gắng bằng cách là gì ạ? Lặp đi lặp lại cái điều đó. Đọc 5 lần, quay video lại và gửi muộn nhất vào đêm mai. Đấy, bởi vì có một số người không học được trực tiếp thì Huy sẽ gửi video, và gửi video thì họ sẽ bị mất thời gian, họ chậm hơn, cho nên sẽ lùi cái lịch muộn nhất vào đêm mai anh chị em hoàn thành cái bài này, ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em vì đã ngồi đến tận giờ này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta vào cái buổi sau.